Tối thứ bảy gặp nha. Bạn gác máy và nhận ra chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày đại gia đình mình sẽ gặp mặt. Danh sách mua sắm đã có đây rồi, nên bạn đi đến siêu thị lớn nhất trong thành phố. Bạn lấy đồ mình cần theo danh sách một cách nhanh nhất có thể. Xe đẩy đựng toàn trái cây, rau củ, bơ sữa, thịt, cá, bánh mì. Làm tốt lắm. Một giờ sau, bạn trở về nhà và tự hào đưa mấy cái túi mua sắm cho bà nội. Bà lấy ra từng món một và càng lúc càng nhăn nhó hơn. Hóa ra, cá và thịt bạn chọn chẳng tươi chút nào. Còn chuối và rau xanh cũng không cất được đến thứ bảy. Bà nội nói rằng bà sẽ cứu nguy trong tình huống này. Bạn ăn vặt để không đi mua sắm với cái bụng đói. Bây giờ bạn sẽ không mua những thứ không cần thiết. Sau đó, bà nội và bạn vào ô tô để đi mua lại từ đầu. Mua sắm thông minh có nghĩa là đi vòng quanh cửa hàng, nơi bạn có thể tìm thấy toàn đồ tươi ngon và lành mạnh, trái cây, rau, bơ, sữa, thịt và cá. Họ thường dành các lối đi ở giữa cho đồ ăn vặt, vì vậy bạn quyết định không đi qua đó luôn. Điểm dừng đầu tiên của bạn là khu bán nông sản. Bà nội nói rằng bạn nên dành nhiều thời gian nhất ở đây, và may là bạn đến đây trước bữa trưa. Đa số cửa hàng tạp hóa lấy sản phẩm tươi khi họ vừa mở cửa hoặc vào chiều tối trước khi đóng cửa. Bạn với lấy cà chua đóng gói, nhưng bà nội ngăn bạn lại. Trái cây và rau củ đóng gói sẵn thường đắt hơn. Thêm vào đó, họ không cho phép bạn kiểm tra từng trái một. Một quả cà chua chín có thể nặng gấp đôi quả chưa chín. Nó phải có da mịn, săn chắc và có mùi cà chua. Không, đừng để thứ đáng thương bầm dập đó vào giỏ hàng của bạn. Vết dập trên nông sản là nơi sinh sản hoàn hảo cho vi khuẩn. Hãy tìm những quả dưa chuột săn chắc, không có tì vết hay có các đốm mềm. Quả ngon sẽ có màu xanh lá cây đậm. Nếu bạn nhìn thấy đốm vàng thì có nghĩa là dưa chuột đã chín quá và sẽ có vị lạ. Tương tự đối với ớt, ớt phải có màu đậm và không có vết gì. Bây giờ hãy xoay ngược nó lại và đếm các cục. 4 cục cho thấy quả ớt này có ít hạt và ngon hơn. 2-3 cục cho thấy ớt có vị đắng. Húng tiêu tươi, luôn xanh, chắc và giòn. Bỏ ngay mấy củ khoai tây mọc mầm này ra khỏi giỏ hàng của bạn đi. Hãy chọn củ có da săn chắc, mịn màng, không nhăn nheo, không có vết thâm mờ hoặc vết cắt. Chỉ chọn rau xà lách xanh không có lỗ hoặc rìa màu nâu. Màu xanh càng sáng càng tốt. Chuyển sang trái cây và quả mọng nào. Bà nội giải thích rằng một quả dưa hấu chín sẽ có phần cuống khô màu nâu. Quả có màu vàng sậm này chắc hẳn đã nằm trên mặt đất đủ lâu và ngọt. Tương tự với dưa lưới, những quả có vỏ màu vàng sẽ ngọt hơn vì nó đã nhận đủ ánh nắng vào thời điểm hái. Hãy kiểm tra cuống của nải chuối trước khi mang về nhà nhé. Cuống phải có màu xanh lục hoặc vàng nhạt chứ không chuyển sang màu nâu. Chỉ xé một quả chuối nếu bạn muốn ăn ngay. Để cả nải chuối thì sẽ tươi lâu hơn. Đừng bao giờ đánh giá xoài qua màu sắc mà hãy bóp nhẹ vào quả. Xoài chín sẽ hơi mềm và phần đầu cuống sẽ tỏa ra mùi trái cây. Trái cây nhỏ hơn thường ngọt hơn, nhưng quy tắc đó không áp dụng cho dâu tây. Các loại khác nhau có kích thước khác nhau, vì vậy quả lớn hơn cũng có thể ngon. Dâu tây sẽ ngừng chín khi quả được hái, nên hãy tìm những quả đỏ tươi có lá xanh nhé. Quả đã được hái lâu rồi sẽ khô và có lá héo. Quả chanh vàng đó sẽ không cho bạn nhiều nước đâu. Với màu vàng nhạt đó, bạn có thể thấy là nó không phải chanh tươi. Quả cứng cáp, không tì vết với làn da mỏng mịn mới là quả mọng nước. Nó cũng cho cảm giác nặng tay hơn và đó cũng là một dấu hiệu tốt. Bạn đang mua sắm cho một sự kiện lớn, nhưng bình thường bạn sẽ không bao giờ cùng lúc mua quá nhiều nông sản. Nếu nông sản tươi và hữu cơ thì sẽ không để được lâu đâu. Và hãy luôn chọn trái cây và rau củ theo mùa nhé. Vừa rẻ hơn vừa có chất lượng tốt hơn. Điểm dừng tiếp theo, mật ong. Bạn thấy mật ong này khá lạ vì có tinh thể ở đáy lọ. Nhưng bà nội giải thích rằng đó là một dấu hiệu cho biết mật ong tươi. Mật ong kết tinh khi nhiệt độ giảm xuống là chuyện bình thường. Nó có màu mờ đục cũng là một dấu hiệu tốt, nghĩa là mật ong tự nhiên hơn và lành mạnh hơn, không qua tiệt trùng. Bạn kiểm tra danh sách và nhận ra mình vẫn cần bánh mì. Bạn vẫn biết lựa chọn tốt nhất là loại nguyên hạt. Bạn cầm bánh mì lên và đọc nhãn mác, làm từ ngũ cốc nguyên hạt. Không ổn đâu. Bánh này viết bột mì nguyên cám thì ổn này. Nguyên liệu càng ít càng tốt. Nếu không thể phát âm tên của chất phụ gia thì bạn cũng không muốn nó có trong bánh mì của mình đâu. Bánh không được có mùi vị nhân tạo, phẩm màu hoặc chất bảo quản. Bạn ấn nhẹ vào chiếc bánh mì vừa chọn. Bingo! Nó đã về lại hình dạng ban đầu, nghĩa là bánh có chất lượng cao. Nếu bạn nhìn thấy dấu ngón tay trên đó thì có lẽ bánh đã bị làm đông lạnh trước đó hoặc quá trình nướng có vấn đề. Bạn đi sang khu vực thực phẩm đóng hộp và bà nội cản bạn lại. Bà một mực khẳng định đồ hộp không tốt cho sức khỏe vì chúng chứa một lượng lớn natri. Bạn thuyết phục bà là ít nhất hãy đọc nhãn mác.
bạn nên chọn đồ hộp không chứa quá nhiều muối hoặc đường. Những hộp được bảo quản trong nước hoặc nước của riêng chúng là tốt cho sức khỏe nhất vì chúng chứa ít nguyên liệu nhân tạo hơn. Bạn tìm thấy vài hộp cá ngừ ngâm dầu ô liu. Hộp được đóng gói kỹ lưỡng nên khá tốt đấy. Bạn biết rằng bạn không bao giờ nên lấy một cái lon gì. Nó có thể gây nguy hiểm. Có vẻ như bạn đã có mọi đồ cần thiết ngoại trừ thịt và sữa. Bạn biết mình nên lấy những đồ ấy cuối cùng. Chúng có thể bị hỏng khi không ở trong tủ lạnh nếu bạn mua sắm quá lâu. Bạn chừa chỗ trong giỏ hàng để đề phòng cho nước từ thịt sống không chảy sang trái cây. Thịt đỏ phải có màu sẫm, tím, đỏ, nâu đều tốt. Thịt lợn phải có màu hồng nhạt. Thịt phải có mùi dễ chịu, chứ nhất định không được có mùi hăng. Nếu bạn có thể nhìn thấy nhiều thớ thịt thì hẳn thịt đó rất dài với hương vị đậm. Thịt ăn bò sẽ không có sợi cơ nào vì nó siêu mềm. Các đốm và vệt mỡ trên khắp các cơ là một dấu hiệu nữa cho thấy thịt mọng nước và mềm. Nếu bạn không định nấu thịt ngay lập tức thì hãy chọn loại có hạn trước tốt nhất. Sau đó, bạn vẫn có thể ăn thịt một cách an toàn, nhưng nó sẽ không được ngon như trước hạn đó. Vết bẩn trên bao bì là dấu hiệu cảnh báo đó nha. Hẳn có người đã dùng tay bẩn xử lý nó. Nếu con gà bạn sắp mua còn da, da phải nhạt màu hơn thịt, không có màu vàng hoặc nâu nhạt. Các rìa không được khô. Đường cắt phải mịn và có kích thước đồng đều. Nếu nó không được xử lý kỹ, khớp và xương dằm sẽ mắc trong thịt. Gà đã ở trong thùng hơn 2 ngày thì tốt nhất nên ở trên kệ chứ không phải trong giỏ hàng của bạn. Bà nội cầm một con cá lên và nhìn chằm chằm vào mắt nó. Bà giải thích rằng cá tươi ngon sẽ có mắt lồi với con người đen bóng. Da của cá tươi phải bóng mượt, không dính hoặc xỉn màu. Hãy bóp nhẹ phần thịt phi lê. Nếu giấu ngón tay của bạn hằn trên đó thì thịt không tươi đâu. Điểm dừng cuối cùng trong ngày, các sản phẩm từ sữa. Bạn đưa tay ra phía sau giá để tìm sản phẩm có hạn sử dụng xa nhất. Quy tắc tương tự cũng áp dụng cho thực phẩm đông lạnh, thực phẩm đóng gói và trứng. Người xếp đồ lên kệ sẽ đặt các mặt hàng mới hơn ra phía sau mặt hàng cũ hơn. Bà nội khuyên bạn nên chọn sữa tiệt trùng. Hôm nay bạn không được bỏ sản phẩm chưa qua xử lý nào vào giỏ hàng hết. Khi trải qua quá trình tiệt trùng, sữa được làm nóng để khử vi khuẩn gây bệnh. Phương pháp này không làm mất đi giá trị dinh dưỡng của sản phẩm nên đừng lo lắng nhé. Nếu muốn chọn sữa chuồng ngon nhất, hãy chú ý đến nhãn mác. Bạn càng thấy nhiều chữ trên đó thì càng tốt. Ba thành phần cơ bản là tốt rồi. Phần còn lại có thể là chất bảo quản và đường mà bạn không cần. Vi khuẩn sống có lợi là thứ mà bạn muốn thấy ở danh sách thành phần đấy. Đừng quên lấy phô mai nữa nhé. Nhưng không phải loại này. Loại mềm như ricotta, phô mai kem, phô mai dê hoặc phô mai bào vụn không được chứa nấm mốc. Chúng có thể dễ dàng xâm nhập vào bên trong. Một số nấm mốc có thể phát triển trên phô mai cứng. Bạn có thể cẩn thận cắt vùng xung quanh và vẫn ăn được. Yay! Bạn đã mua sắm xong rồi. Đến lúc về nhà và nấu ăn nào. Bạn đỗ xe trong một con hẻm tối, khóa lại và để đó vài phút để đi uống cà phê. Khi bạn quay lại, chiếc xe thân yêu đã không còn ở đó. Còi báo động vang lên. Ồ, chờ đã. Đó là báo thức. Phừ, may mắn thay, tất cả chỉ là một giấc mơ. Và bạn chỉ mong nó không bao giờ trở thành sự thật. Đầu tiên, bạn có thể lắp khóa vô lăng trên ô tô của mình. Nó có thể là một thanh kim loại dài gắn trên vô lăng hoặc một khóa xích nối với khóa dây an toàn. Cả hai lựa chọn này đều khiến những kẻ xấu đột nhập vào xe của bạn mất nhiều thời gian hơn, nhưng không thể đảm bảo 100% xe bạn sẽ không bị trộm. Kẻ trộm có thể chỉ cần cắt tay lái hoặc thậm chí là khóa. Vì thế, bạn cần thêm một vài lớp bảo vệ để chắc chắn hơn. Bọn tội phạm thích sử dụng các thiết bị bắt tín hiệu và chúng lấy cắp ô tô mà không cần chìa khóa. Ví dụ, nếu ô tô đang đậu trong gara của một ngôi nhà riêng hoặc dưới cửa sổ của một tòa nhà nhiều tầng, bạn có thể truy cập chìa khóa thông qua thiết bị vô tuyến. Lũ trộm có thể dễ dàng can thiệp vào tín hiệu và chủ sở hữu của chiếc xe sẽ không nhận thấy bất kỳ điều gì bất thường. Để bảo vệ chìa khóa của bạn khỏi bị tấn công qua nhiều lớp, ngay cả khi bạn cất chìa khóa ở nhà, hãy sử dụng thứ gì đó bằng kim loại. Đơn giản là bạn chỉ cần bọc chìa khóa trong giấy bạc để chặn tín hiệu vô tuyến hoặc cất chúng trong hộp kim loại an toàn. Đậu xe ở những nơi có ánh sáng tốt và có camera an ninh. Lối vào tòa nhà và bãi đậu xe là lựa chọn tốt nhất. Một gara riêng biệt không phải lúc nào cũng là ý tưởng hay nhất vì nó có thể khiến bạn gặp nguy hiểm. Vì vậy, nếu bạn đỗ xe ở một trong những nơi này, hãy đỗ gần nơi người trông giữ xe hoặc nơi camera an ninh có thể bao quát được. Xoay bánh xe quay về phía lề đường ở bất cứ nơi nào bạn đỗ xe. Điều này sẽ gây khó khăn hơn cho những kẻ trộm cố kéo ô tô bằng xe đầu kéo. Để ăn trộm một chiếc ô tô,
một tên tội phạm sẽ phải thực hiện thêm một số thao tác. Việc đó đòi hỏi cần có thời gian và công sức và có thể làm nhụt chí những kẻ có ý đồ xấu. Trong nhiều trường hợp, xe của bạn không phải là thứ lũ trộm muốn nhắm tới. Đó là chiếc máy tính xách tay mới tinh mà bạn để quên ở ghế trước hoặc chiếc ví hàng hiệu trông có vẻ có nhiều thứ giá trị bên trong. Kẻ xấu sẽ rất khó cưỡng lại những thứ như vậy và sau cùng chúng sẽ tìm cách đột nhập vào xe bạn. Vì thế, hãy dành thêm chút thời gian để giấu đồ đạc của bạn trong cốp xe và chiếc xe của bạn ít hấp dẫn lũ trộm hơn. Đừng nhảy ra khỏi xe ngay cả khi bạn chỉ cần mua thứ gì đó trong chốc lát. Nếu bạn cần ra ngoài, việc đầu tiên là hãy luôn tắt động cơ, đóng cửa sổ và khóa cửa xe. Cất đăng ký xe ngay trên xe là điều khiến cuộc sống của những tên trộm trở nên dễ dàng hơn. Chúng có thể xuất trình giấy tờ cho cảnh sát trong trường hợp bị chặn lại để kiểm tra. Thông tin bảo hiểm và số VIN của bạn có thể giúp lũ trộm lấy được chìa khóa mới để mở xe mà không gặp trở ngại gì. Nếu bạn không phải là người duy nhất sử dụng xe, hãy tìm một nơi bí mật nào đó để giấu đăng ký và chỉ cho những người mà bạn tin tưởng 100% biết về nơi này. Bạn cũng có thể chụp lại giấy tờ sở hữu và thông tin bảo hiểm và lưu trên điện thoại thông minh của mình. Một lựa chọn khác là photo những tài liệu quan trọng đó và giữ bản photo bên mình. Đánh dấu kính chắn gió, cửa sổ và gương của bạn bằng số VIN. Đây là số nhận dạng của xe. Dịch vụ không tốn nhiều tiền nhưng sẽ làm nhụt chí những kẻ xấu. Chúng sẽ phải bỏ tiền ra để thay phần kính đã đánh dấu và phải suy nghĩ lại xem có nên tốn thêm tiền sau khi trộm xe của bạn không. Bạn cũng có thể chơi trò gián điệp và để lại các dấu trên các bộ phận khác nhau của xe bằng dùng bút mực tàng hình hoặc viết thông tin nhận dạng của bạn lên các bộ phận dưới dạng chấm nhỏ. Điều này sẽ không ngăn được bọn trộm, nhưng nó sẽ giúp việc theo dõi chiếc xe dễ dàng hơn nếu nó bị đánh cắp. Nếu biết rằng mình sẽ phải để xe ở một nơi xa lạ và cảm thấy đó không phải là nơi an toàn, hãy giấu một chiếc điện thoại hoặc máy tính bảng cũ đang bật trong đó. Hãy chắc chắn rằng bạn có cách để theo dõi các thiết bị đó nhé. Sau đó, tính năng tìm điện thoại của tôi sẽ giúp bạn xác định vị trí của điện thoại và ô tô chỉ trong vài giây. Bạn có thể đăng ký gói dữ liệu giá rẻ để theo dõi xe theo thời gian thực hoặc dựa vào GPS, nó sẽ hoạt động ngay cả khi không có thẻ SIM. Hãy bảo vệ gương chiếu hậu khỏi những tên trộm bằng những tấm phủ đặc biệt. Bạn có thể tìm thấy nhiều mẫu có khóa làm từ vật liệu chống cắt. Những tấm phủ cũng sẽ bảo vệ gương chiếu hậu của bạn khỏi chảy xước và kéo dài tuổi thọ của chúng. Ngoài ra, bạn có thể thỏa sức sáng tạo và chọn những tấm phủ có logo của đội bóng yêu thích của mình hoặc thứ gì đó có ý nghĩa với bạn. Một ý tưởng không tồi để trang trí chiếc xe của bạn với ngân sách tiết kiệm, phải không? Kẻ trộm xe dùng nhiều cách khác nhau để đánh lạc hướng sự chú ý của bạn. Một mảnh giấy dính vào kính chiếu hậu, một chai nhựa đè lên bánh xe hoặc một chiếc áo sơ mi trên cốp xe của bạn, những thứ này và những thứ nhỏ nhặt khác có thể sẽ khiến bạn ra khỏi xe. Kẻ xấu cũng có thể giả vờ tốt bụng, muốn giúp bạn và bảo bạn tấp vào lề vì có thứ gì đó dưới gầm xe. Như mọi khi, mục đích ở đây là khiến bạn ra khỏi xe và chúng có thể lấy cắp nó. Vì vậy, thay vì ra khỏi xe, hãy đóng cửa sổ, khóa cửa xe và đừng ra ngoài nếu ai đó đáng ngờ đang quanh quẩn gần đó. Tội phạm không phải là yếu tố duy nhất mà bạn cần đề phòng cho phương tiện của mình. Thời tiết mùa đông khắc nghiệt cũng có thể là một vấn đề. Nếu bạn không muốn thấy cần gắn nước của xe bị kẹt vào kính chắn gió và phải cạo chúng đi mỗi sáng, hãy để chúng ở vị trí dựng thẳng khi không lái xe. Nhiều khả năng bạn sẽ nghe nói rằng đó là một ý tưởng tồi vì nó làm hỏng lò xo của cần gạt và khiến ai đó muốn lấy trộm chúng. Đừng lo lắng, lò xo không mất tính đàn hồi và thực sự không có nhiều người để mắt đến cần gạt nước của xe bạn đâu. Trong trường hợp bạn quên gạt cần gạt nước và thấy chúng bị kẹt vào kính chắn gió, hãy thử bật điều hòa. Khí lạnh cũng sẽ làm tan băng các cửa sổ giống như khí ấm. Điều hòa hoạt động bằng cách hút ẩm trong không khí. Nếu ổ khóa của bạn bị đóng băng và bạn không thể vào trong ô tô của mình, hãy thử dùng một ít nước rửa tay. Chất đó có thể làm tan băng mà không gặp vấn đề gì. Để kính chắn gió khỏi bị đóng băng, hãy trộn 3 phần giấm và 1 phần nước rồi xịt dung dịch đó lên cửa sổ qua đêm. Nó sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian cạo lớp băng tuyết vào buổi sáng. Luôn đảm bảo bình xăng xe bạn đầy hơn một nửa mỗi khi thời tiết lạnh. Không khí ẩm sẽ tràn vào bất kỳ khoảng trống nào phía trên nhiên liệu trong bình xăng và sẽ ngưng tụ thành nước khi trời lạnh. Nước đặc hơn xăng và vì thế sẽ lắng xuống đáy bình xăng. Đến khi tích tụ đủ, nước sẽ đi qua đường dẫn nhiên liệu đến động cơ và điều đó không tốt chút nào. Để tránh cho chiếc xe yêu thích của bạn khỏi bị rỉ sét, hãy rửa xe thường xuyên. Hành động đơn giản này cũng có thể tạo ra khác biệt
vì bụi bẩn làm hỏng lớp bảo vệ của lớp sơn trong suốt và tạo điều kiện cho reset xâm nhập dễ dàng hơn. Đừng quên rửa gầm xe và các hốc bánh xe. Hãy chắc chắn rằng sơn xe không bị xước hoặc bong chóc. Bạn cần lớp đó để bảo vệ xe của bạn khỏi các hóa chất và bụi bẩn. Vào mùa lạnh, muối trên đường phố cũng có thể gây ra một vài vết reset. Để tránh điều này, bạn nên rửa xe ít nhất là hàng tuần, kể cả trong mùa đông. Và đừng quên wax bóng cho xe của bạn ít nhất 2 lần một năm. Đó là một cách hay khác để giữ cho lớp sơn của bạn luôn đẹp như mới và bảo vệ nó khỏi tia UV. Một điều nữa là giữ vệ sinh sạch sẽ bên trong. Nếu bạn làm đổ thứ gì đó trong xe, hãy luôn lau sạch. Bạn sẽ không muốn chất lỏng thấm sâu hơn và làm hỏng các bộ phận kim loại đâu. Đây chính xác là cách gây ra reset đấy. Một miếng bọt biển và baking soda có thể tạo ra một chất tẩy tuyệt vời cho những vết dầu mỡ nhỏ, dấu vân tay và vết bẩn trên tường của bạn, hoặc bất kỳ khu vực được sơn nào khác như bàn ghế hay hàng rào gỗ. Chỉ cần rắc một chút baking soda lên miếng bọt biển khô và trà vào vùng bị ố theo chuyển động tròn. Sau đó, dùng khăn khô sạch lau baking soda đi để loại bỏ bụi bẩn còn sót lại. Nếu bạn lo lắng rằng kỹ thuật này có thể làm hỏng lớp sơn thì hãy thử một chút trước để xem bề mặt phản ứng như thế nào nhé. Nếu bạn muốn chiết xuất được lượng nước ép tối đa từ chanh, trước tiên hãy cho chúng vào lò vi sóng trong 15 giây. Sau đó, lăn nhẹ chúng trên bề mặt cứng. Và bây giờ hãy thoải mái vắt chanh bằng tay nhé. Khi bạn làm vỡ thủy tinh hoặc đồ gốm trên sàn, có thể khá khó để tìm và nhặt hết những mảnh vỡ nhỏ, đặc biệt nếu kính trong suốt. Đoán xem điều gì có thể giúp bạn? Một lát bánh mì. Sau khi loại bỏ hết những mảnh lớn, hãy cẩn thận lau một lát bánh mì dày trên sàn để nhặt những mảnh vụn nhỏ. Nó sẽ dính vào bánh mì. Nhưng hãy đảm bảo thực hiện việc này thật cẩn thận hoặc đeo găng tay bảo hộ. Và đừng nướng chiếc sandwich ấy lên để ăn nhé. Nếu bạn là một fan cuồng nhiệt của tỏi thì đây là một mẹo dành cho bạn. Cắt đôi củ tỏi và trà sát vào một chiếc bát rỗng để có hương vị thơm ngon. Bây giờ bạn có thể cho mì ống, risotto hoặc salad vào bát và thưởng thức bữa ăn của mình. Hộp Pringles được làm từ nhựa giấy và kim loại, khiến chúng trở thành một lựa chọn tốt để đựng đồ đạc. Bạn có thể sơn các ống bằng màu trơn để phù hợp với căn bếp tối giản đầy phong cách của mình, sau đó dán các nhãn có thể tháo rời ở bên cạnh. Bạn đã bao giờ gặp khó khăn với việc xỏ kim chưa? Đây là một cách xử lý dễ dàng. Đặt bàn chải đánh răng lên bàn và luồn sợi chỉ ngang qua lồng bàn chải. Bây giờ nhẹ nhàng đẩy kim xuống phía trên. Những chiếc lông bàn chải sẽ giúp bạn chọc sợi chỉ qua lỗ kim một cách dễ dàng. Khi chỉ đã được xỏ thì bạn chỉ cần dùng ngón tay để kéo nó qua là xong. Nếu trên chiếc cốc yêu thích của bạn có những vết trà khó chịu không thể rửa sạch, hãy thử bôi một ít kem đánh răng lên miếng bọt biển. Điều này cũng có thể áp dụng khi bạn cần làm sáng bóng dao kéo bẩn của mình. Tốt hơn hết, bạn nên sử dụng miếng bọt biển có độ mài mòn nhẹ. Nó khá hữu ích để loại bỏ các vết đen trên bát đĩa. Giả sử bạn vừa nhận được một bó hoa thật lộng lẫy, nhưng chỉ trong chớp mắt, những bông hoa đã mang vẻ buồn bã như thế này. Bạn có thể kéo dài sự sống của hoa rất dễ dàng và gần như miễn phí. Đầu tiên, đổ đầy nước sạch vào bình và cho một vài thìa cà phê đường vào. Điều này sẽ giúp nuôi dưỡng hoa. Trước khi cắm hoa vào lại bình, hãy cắt cuống hoa khoảng 1 inch, nhưng hãy đảm bảo cắt nó theo một góc như thế này. Thủ thuật ấy sẽ làm tăng bề mặt hấp thụ nước. Lặp lại điều này với tất cả các thân cây, đặc biệt là với những thân cây cứng. Và bây giờ đặt bó hoa trở lại bình nào. Những bông hoa sẽ vui lên trong vòng 12 giờ. Nếu bạn bị lạnh chân, hãy đặt chúng vào một chiếc bình. Không cần chờ đợi, hãy dùng máy sấy tóc để làm ấm dép trước khi mang. Mẹo này cũng có thể áp dụng cho giày mùa đông dùng để đi ngoài trời. Nhắc đến bàn chân thì có một cách tuyệt vời để loại bỏ mùi khó chịu. Nhỏ khoảng 10 giọt tinh dầu yêu thích của bạn lên 2 miếng bông gòn. Bây giờ, hãy đặt những quả bóng vào giày và để chúng qua đêm. Lấy chúng ra vào buổi sáng và tận hưởng mùi thơm sang trọng nào. Bạn cũng có thể trộn một vài loại nước hoa yêu thích để tùy chỉnh mùi thơm cho giày của mình hơn nữa. Nếu cống nhà bạn hơi bẩn và có mùi hôi, thì có một mẹo hay ho để giải quyết vấn đề này. Đặt một vài thìa baking soda và đổ một ít giấm. Và bây giờ chỉ cần lùi lại và thưởng thức chương trình. Nó sẽ sủi bọt và giúp đánh bay mọi vết bẩn.
Tất cả chúng ta đều từng cố gắng thắp một que diêm ngoài trời trong thời tiết nhiều gió và không thành công. Chà, chúng ta đã làm sai cách. Có một cách dễ dàng để chuẩn bị que diêm bằng cách sử dụng một con dao sắc. Cẩn thận khắc lại bốn góc ngay sau đầu que diêm. Sau đó, lặp lại kỹ thuật tương tự một lần nữa để nó trông như thế này. Tám mảnh vụn nhỏ này sẽ giúp tạo ra ngọn lửa cản gió mạnh hơn. Nếu bạn có một tủ quần áo nhỏ với không gian hạn chế để treo quần áo mới, hãy tháo khoen kim loại khỏi phần trên của lon nước uống cũ. Nó có thể tạo ra những vòng giữ hoàn hảo để cố định móc treo thứ hai. Chỉ cần cài chiếc khoen qua móc. Đây là cách để bạn có thể tăng gấp đôi và thậm chí gấp 3 không gian lưu trữ trên một thanh treo. Nếu cần làm nến khẩn cấp, bạn có thể sử dụng một vật dụng rất thông thường trong tủ lạnh. Bạn đã đoán được nó là gì chưa? Bơ. Cắt một miếng bơ đã nguội và đặt lên đĩa chịu nhiệt. Đục một lỗ thẳng xuống giữa bằng tăm hoặc que gỗ. Bây giờ, chúng ta cần một sợi bấc. Bạn có thể sử dụng sợi dây bông hoặc dây bện thông thường. Cắt chiều dài tương ứng và chọc nó qua lỗ để nó đi hết đến đáy ngọn nến của bạn. Nhẹ nhàng phủ bơ vào đầu bấc và thắp sáng ngọn nến mà bạn vừa tạo ra nào. Hãy dùng đồ duỗi tóc để làm phẳng những nếp nhăn khó chịu trên cà vạt. Hoặc, giả sử bạn đang làm việc trong một cửa hàng và phải đối mặt với đống tiền mặt khổng lồ, những chiếc kẹp sẽ giúp bạn nhanh chóng ủi tiền để chúng thành những chồng nhỏ hơn. Chà, cái dây kéo này cứng quá. Tại sao nó không thể trượt trơn tru như những cái khóa kéo khác nhỉ? Nhưng đừng vội vứt áo khoác đi nhé. Lấy một thanh xà phòng và nhẹ nhàng chà lên xuống trên dây kéo. Lặp lại ở cả hai bên. Bạn có thể cảm nhận được sự khác biệt không? Cắt một chân của chiếc quần bó cũ và nhét hai ống bìa cứng dài vào bên trong. Hãy tiếp tục và luồn nó dưới cửa bên trong của bạn với một ống ở mỗi bên. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi gió lùa vì quần bò sẽ bịt kín mọi khe hở bên dưới cửa. Bạn cũng có thể sử dụng thủ thuật này khi cần tắt điện hoàn toàn trong phòng. Chỉ cần sử dụng quần đen dày là được. Giả sử bạn đang tham dự một hội nghị ở một thành phố khác và lịch trình của bạn sẽ rất bận rộn. Bạn có thể chuẩn bị chiếc trang phục của mình cho mỗi ngày và đặt chúng vào các ngăn khác nhau của tủ treo quần áo theo cách này. Bây giờ, hãy đặt nó vào vali của bạn. Kéo khóa và bạn đã sẵn sàng lên đường. Khi đến khách sạn, bạn chỉ cần cẩn thận rút hộp đựng này ra và treo vào tủ chỉ trong 2 giây. Nhưng đừng quên mang theo cả dây nhé. Có cách nào đóng đinh vào tường mà không làm đau ngón tay không? Câu trả lời là có. Lấy lược của bạn và gài cái đinh vào ngạnh của lược. Bằng cách này, bạn sẽ giữ an toàn cho các ngón tay. Và sau khi bắt đầu, bạn có thể nhẹ nhàng lấy lược ra và hoàn tất việc đóng đinh. Nếu bạn cần một miếng bọt biển trà bằng kim loại để rửa nồi hoặc chảo, hãy sử dụng một miếng giấy bạc. Vò nó thành một quả bóng, thoa một ít nước rửa chén và miếng bọt biển mới toanh của bạn đã sẵn sàng. Bây giờ, hãy bắt đầu trà và sẵn sàng ngạc nhiên nào. Nó hoạt động rất tốt ha. Nhân tiện, giấy bạc không nhất thiết phải là mới. Bạn có thể tái chế những miếng giấy bạc bạn đã dùng để nấu ăn. Và lời khuyên cuối cùng dành cho những người cầu toàn. Nếu đầu vòi hoa sen của bạn bị tích tụ nước cứng, nước sẽ không chảy thẳng xuống được. Để khắc phục điều này, hãy đổ đầy giấm trắng vào túi nhựa. Sau đó, cho đầu vòi hoa sen vào trong túi, dùng dây buộc lại và để qua đêm. Vào buổi sáng, bạn có thể chà nhẹ đầu vòi sen bằng bàn chải đánh răng cũ hoặc bàn chải quần áo. Điều này sẽ giúp loại bỏ cặn nước cứng còn sót lại. Thủ thuật này cũng có thể áp dụng cho đầu vòi rửa. Nếu bạn gặp khó khăn với việc mở nắp hộp hoặc lọ, đừng cố gắng quá sức, chỉ cần rót nước nóng lên nắp trong vòng nửa phút, sau đó lau khô để không bị trơn và xem chiếc nắp có thể mở ra dễ dàng một cách thần kỳ như thế nào nhé. Nếu bạn đang làm theo công thức cân cà tỏi và hành tây, hãy thêm hành tây vào trước. Khi bạn thấy chúng gần như trong mờ, đó là thời điểm hoàn hảo để thêm tỏi. Tỏi chín nhanh hơn hành tây. Vì vậy, nếu bạn cho cả hai nguyên liệu này vào chảo cùng lúc, tỏi sẽ bị cháy và món ăn của bạn sẽ không ngon. Bạn là tín đồ của những trái bơ. Bạn có thể dễ dàng kiểm tra xem bơ đã chín hay chưa bằng cách đơn giản sau. Chỉ cần nhìn vào cuống của nó. Nếu bạn có thể bứt cuống ra mà không gặp bất kỳ khó khăn nào, thì quả bơ đó đã chín và có thể ăn được.
Nếu không thì tốt hơn là hãy để nó lại thêm vài ngày nữa vì nó chưa chín. Còn là cách bạn có thể biết trứng còn tươi hay không? Đập vỡ trứng và kiểm tra lòng đỏ. Nếu bạn thấy nó có một vòng tròn màu trắng trong bao quanh và nằm ở giữa thì đó là trứng tươi. Lòng đỏ cần phải cong lên, nếu nó phẳng, tốt hơn là không nên ăn quả trứng đó. Nếu bạn thấy phần lòng trắng không có viền rõ ràng và lan ra xung quanh thì rất có thể trứng đã hỏng. Để biết chất lượng trứng của bạn, hãy đặt một quả trứng sống khi còn nguyên vỏ vào một bát nước. Nếu trứng chìm dưới đáy, bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Nếu một trong các mặt của trứng gần với mặt nước hơn, trứng của bạn không còn tươi nhưng vẫn ăn được. Nhưng nếu quả trứng nổi trên mặt nước thì tốt hơn là không nên ăn. Đánh răng vào buổi sáng và trước khi đi ngủ không nhất thiết phải giống hệt nhau. Đánh răng vào buổi sáng cũng quan trọng, nhưng quan trọng hơn là bạn phải có hơi thở thơm tho. Nhưng vào buổi tối, bạn nên đánh răng kỹ hơn thì mới có thể ngăn ngừa vi khuẩn sinh sôi, đồng thời bảo vệ nú và răng của bạn. Nhắc đến hơi thở có mùi, bạn có muốn biết một mẹo hay để đánh bay tình trạng đó ngay lập tức không? Hãy dùng dưa chuột cắt lát. Nếu bạn không có sẵn kẹo bạc hà, chỉ cần ăn một lát dưa chuột để khắc phục vấn đề này. Khi bạn mua bơ đậu phộng tự nhiên, hãy nhớ úp ngược lọ khi bảo quản. Bằng cách này, bơ sẽ không bị phân tách thành phần chất rắn và dầu nhiều như cách thông thường. Phần dầu sẽ ở trên cùng, đó là lý do tại sao bơ đậu phộng sẽ dễ trộn hơn. Khi bạn đặt thứ gì đó ở đâu trong chốc lát, hãy nói to thành tiếng. Ví dụ, tôi đặt điện thoại trên sàn ngay cạnh giường của mình. Khi làm vậy, bạn huy động nhiều khu vực trong não hơn, bao gồm cả các trung khu ngôn ngữ, và điều này tạo ra ký ức sinh động hơn. Vì thế, bạn sẽ ít có khả năng quên nó hơn. Ví dụ, bạn có thể làm điều tương tự khi thổi tắt một ngọn nến, rút phích cắm của máy ép tóc, tắt lò sưởi hoặc lấy chìa khóa, ví và những thứ khác khi ra khỏi nhà. Bạn tránh được việc bán tín bán nghi tự hỏi liệu mình có thực sự đã làm những điều đó hay không. Nếu bạn đến thăm bạn bè và mang theo thứ gì đó mà bạn không muốn quên khi rời đi, chỉ cần đặt nó bên cạnh chìa khóa xe của bạn, đó là thứ bạn chắc chắn không thể quên. Nếu bạn khó đưa ra quyết định, hãy tung đồng xu. Làm thế này không phải là để đồng xu quyết định thay bạn, nhưng trong khi bạn đang chờ xem kết quả, tâm trí bạn sẽ tự động bắt đầu nghĩ về kết quả mà bạn thực sự muốn, nhưng có lẽ không thể thừa nhận thành lời. Bạn đang ở trong siêu thị và muốn biết quả bí ngô bạn đang cầm có ngon hay không, chỉ cần gõ vào nó, có vẻ như nó trống rỗng bên trong. Đó là một dấu hiệu tốt, đồng thời lớp vỏ bên ngoài phải cứng. Đôi khi, chúng ta vứt bỏ những thực phẩm vẫn còn ăn được, chẳng hạn như sữa chua đã bị tách nước. Bạn biết đấy, lớp chất lỏng phía trên sữa chua, đó chỉ là whey có chứa chất dinh dưỡng. Khuấy đều sữa chua lên để nó mịn hơn, vì thực ra hũ sữa chua đó vẫn hoàn toàn ăn được. Khi bạn mua thịt gà, hãy kiểm tra xem có chất lỏng xung quanh miếng thịt không, sẽ tốt hơn nếu không có. Ví dụ, nếu bạn lấy một ít thịt gà đông lạnh ra khỏi tủ đông và thấy có nhiều đá xung quanh miếng thịt, tốt hơn hết là bạn không nên ăn. Bạn vừa chuyển đến một căn hộ hoặc nhà mới, hãy sắp xếp phòng ngủ trước tiên. Giường là thứ cần có đầu tiên trong danh sách mua sắm. Khi bạn đã kiệt sức sau cả ngày khuân vác đồ đạc và dọn dẹp, bạn sẽ chỉ muốn có một nơi thật thoải mái để nghỉ ngơi. Còn sau đây là một mẹo giúp bạn biết được dầu dưa của bạn có bị pha thêm dầu khác hay không. Hãy để nó trong tủ lạnh trong nửa giờ. Dầu dưa trở nên đông đặc ở nhiệt độ thấp, dầu khác tách ra và bạn có thể thấy chúng như một lớp riêng biệt. Khi bạn muốn kiểm tra xem củ hành tây của mình có bị mốc hay không, chỉ cần nhìn vào những gì bên dưới lớp vỏ đầu tiên. Bạn có thấy những vết bẩn trông như thể vỏ đã phai màu không? Đó chính là mốc. Tốt hơn hết là tránh mua loại rau này hoặc đảm bảo loại bỏ hết nấm mốc nếu bạn đã trót mua phải. Bạn có thể xác định một trái chanh đã chín hay chưa chỉ bằng mắt thường. Nếu lớp vỏ mịn màng và có màu vàng đậm thì là chanh đã chín. Màu xanh lục cũng như màu vàng nhạt thể hiện bạn có thể dùng được trái chanh này rồi. Mẹo này dành cho những người yêu thích cà phê. Nếu bạn thực sự muốn tận hưởng trải nghiệm uống cà phê một cách hoàn chỉnh, tốt hơn hết là bạn nên mua cà phê hạt và tự xay, hoặc hỏi xem nhân viên bán hàng nơi bạn hay mua có thể làm điều đó tại cửa hàng không.
Đó là cách tốt nhất để đảm bảo rằng cà phê bạn uống là hoàn toàn nguyên chất chứ không bị pha thêm các chất phụ gia thường thấy. Nếu bạn đang muốn tách lòng đỏ khỏi lòng trắng trứng một cách dễ dàng, hãy thử cách này. Lấy một chai nước sạch và rỗng bằng nhựa, đập một quả trứng vào bát, bóp chai lên phía trên lòng đỏ rồi từ từ thả ra. Bằng cách này bạn sẽ tạo ra một khoảng chân không giúp lòng đỏ trượt vào trong chai. Ta-da! Lòng đỏ được tách ra khỏi lòng trắng. Đơn giản vậy thôi. Giả sử bạn bị mất một chiếc khuyên tai hoặc một số vật dụng nhỏ khác trong nhà, máy hút bụi sẽ giúp ích. Đừng quên trùm một chiếc tất lên đầu hút. Bằng cách này, món đồ sẽ không bị lẫn với bụi bẩn bên trong túi chứa. Bạn muốn mang theo lọ kem dưỡng yêu thích trong một chuyến đi, nhưng nó chiếm quá nhiều không gian. Hãy thử sử dụng hộp đựng kính áp tròng. Nó không cần nhiều không gian và là giải pháp hoàn hảo cho những chuyến đi ngắn ngày. Máy duỗi tóc đặc biệt hữu ích khi là cổ áo, đặc biệt nếu bạn không phải là người thích thường xuyên là quần áo. Khi bạn muốn kiểm tra xem pin của mình có tốt hay không, chỉ cần thả chúng xuống bàn từ độ cao cách mặt bàn khoảng 15 cm. Nếu chúng nảy lên một lần và rơi xuống ngay, cục pin vẫn còn dùng được tiếp. Còn nếu nó nảy lên nhiều lần thì có nghĩa là cục pin đã hết hoặc phải thải bỏ rồi. Nếu dao cạo của bạn không có nắp nhựa, chỉ cần sử dụng một chiếc kẹp hồ sơ để kẹp lên lưỡi dao để bảo vệ những vật dụng khác nếu bạn để dao cạo cùng với các món đồ hoặc vật liệu nhạy cảm. Sờn móng tay là cách đơn giản nhưng hiệu quả để phân biệt các chìa khóa. Đặc biệt nếu bạn có nhiều chìa giống nhau, bằng cách này bạn không cần phải thử từng chìa trước khi tìm ra chìa đúng. Khi hâm nóng thức ăn thừa trong lò vi sóng, hãy tạo khoảng trống ở giữa món ăn. Bằng cách này, thức ăn của bạn sẽ nóng đều hơn. Ống hút là dụng cụ tuyệt vời để loại bỏ cuống dâu tây. Bạn có nghĩ vậy không? Khuôn bánh nướng chắc chắn rất hữu ích khi bạn muốn phục vụ các loại gia vị khác nhau cho tiệc nướng của mình. Ngoài ra, nó sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian khi không phải rửa quá nhiều chén đĩa sau này. Sau đây là cách bạn có thể bảo vệ thẻ ngân hàng khỏi kẻ gian. Sử dụng bút dạ che 4 chữ số cuối cùng. Bạn cũng có thể sử dụng hình dán dễ gỡ để dán lên mã bảo mật. Bạn đã từng gặp một vị khách đến nhà chơi và không sử dụng đế lót ly chưa? Lấy máy sấy tóc và cầm nó cách vết bẩn vài cm, bật ở nhiệt độ vừa trong vài phút để vết nước bay hơi. Nếu dấu vết vẫn còn, hãy trộn giấm và dầu ô liu với tỷ lệ 1:1 vào bát. Thấm lên chỗ có vết ố và chà cho đến khi nó biến mất, sau đó lau sạch. Đừng lãng phí thời gian cọ rửa các vết cháy dưới đáy chảo. Thay vào đó, hãy đổ đầy nước và thêm 3 thìa muối. Để qua đêm cho muối hòa tan các vết cháy. Sáng hôm sau, đổ nước ra khỏi chảo. Bằng cách này, việc chà sạch vết dầu mỡ đó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Giả sử bạn đang đi nghỉ và áo sơ mi trong hành lý của bạn bị nhăn. Bạn cần mặc nó vào tối nay, nhưng khách sạn không có bàn ủi. Đừng lo, treo áo sơ mi trong phòng tắm. Và trong khi bạn tắm nước nóng thư giãn, thì hơi nóng và hơi ẩm sẽ làm phẳng áo của bạn. Không được hoàn hảo, nhưng đỡ hơn nhiều và không cần tốn chút công sức nào. Trận bóng đá đang diễn ra và bạn đã hết pin tiêu chuẩn. Bạn có thể sử dụng pin nhỏ hơn, loại dễ dàng lắp vào bên trong. Bây giờ, lấy một ít giấy bạc và vò lại. Bỏ nó vào khoảng trống trên cực âm hoặc đầu phẳng của pin. Tất cả đã xong. Lúc này, bạn đã có thể bật được TV. Khi dép sờ ngón của bạn bị đứt và mấu dễ dàng tuột ra khỏi lỗ, đó thường là dấu hiệu cho thấy bạn cần một đôi dép mới. Nhưng có một cách để kéo dài thời gian sử dụng. Đẩy mấu lại qua lỗ, sau đó lấy miếng nhựa kẹp túi bánh mì gắn vào. Kẹp sẽ giúp cố định mấu. Bạn nhận được một gói hàng và bên nhận bị dính băng keo. Bạn đã bóc được nó ra khỏi hộp, nhưng làm thế nào để gỡ băng keo mà không làm rách giấy? Kéo cả hai đầu miếng băng keo, và bằng cách kéo nó lên từ từ, băng keo sẽ giãn và tự tách ra mà không làm rách giấy. Túi có khóa zip rất lý tưởng để giữ mọi thứ khô ráo, nhưng sẽ tuyệt hơn nếu chúng lớn hơn nhỉ? Lấy hai túi và lộn một trong hai từ trong ra ngoài. Giờ chúng có thể nối lại để thành một cái túi lớn, đủ để bảo vệ bàn phím. Lần tới khi chạy bộ, bạn không cần cầm theo chìa khóa nữa. Thay vào đó, hãy để chúng vào trong túi, lấy một sợi dây thun, sau đó buộc vào túi từ bên trong. Việc này sẽ ngăn không cho chìa khóa rơi ra ngoài. Bạn đã làm gãy chìa khóa khi mở cửa, nó bị kẹt, hay thật. Gọi thợ khóa đến sửa có thể tốn tới $100. Có một lựa chọn rẻ tiền và nhanh chóng hơn. Thử sử dụng một que keo nóng, đun nóng một đầu bằng bật lửa và khi nó đủ ấm để tan chảy, hãy đẩy keo vào lỗ khóa. Keo nóng chảy sẽ đi vào khoảng trống có sẵn
bao phủ một phần của chìa khóa. Sau khi nguội, nó sẽ nén và giữ chặt đầu của chìa khóa. Bây giờ chỉ cần kéo ra. Nếu bạn cần dẫn chất lỏng qua vòi mà không muốn dùng miệng, hãy đặt một đầu vòi vào trong nước và giữ đầu kia hướng lên với ngón cái bóp miệng vòi lại. Bây giờ lắc lên xuống. Chuyển động lắc lư này đẩy chất lỏng lên trên mỗi lần một ít. Và khi nước lên đến trên cùng, hãy hạ thấp đầu ra và để lực hấp dẫn làm phần việc còn lại. Bạn để quên chìa khóa trong xe đã khóa cửa. Đây là mẫu xe đời cũ với cửa sổ cuộn xuống. Bạn có thể lấy mắc áo và bắt đầu quá trình dài tìm ổ khóa. Hoặc sử dụng băng keo. Cắt những dải băng keo dài khoảng nửa mét, dán chúng lên cửa sổ, chừa chỗ ở phía dưới để nắm. Sau đó cùng với một người bạn, cầm tất cả các đầu băng keo rồi kéo xuống. Lực sẽ giúp cửa sổ hạ xuống đủ để bạn có thể mở khóa cửa. Trong khi khoan các đinh ốc dài vào gỗ cứng, máy khoan cũ kỹ của bạn có thể sẽ không đủ điện, khiến đinh ốc chỉ khoan được một nửa. Lấy một khối sáp và dùng nó cạo phần rìa của đinh ốc. Sáp hoạt động giống như một chất bôi trơn, tan chảy khi nóng lên và giúp đinh ốc dễ dàng đi vào hơn. Bạn đang đi cắm trại nhưng không mang theo bất cứ thứ gì để làm nóng lò nướng barbecue. Lấy một túi nhựa nhỏ không bị rò rỉ, đổ đầy nước và cột chặt lại, tạo thành bong bóng tròn. Cầm nó ở nơi có ánh sáng mặt trời. Túi nước sẽ hoạt động như một chiếc kính lúp làm nóng lò nướng barbecue. Miễn là hôm đó nắng. Bạn không có đồ vặn nút chai hoặc nút chai bị gãy nửa chừng sau. Hãy sử dụng một chiếc bật lửa làm nóng phần đầu chai. Nhiệt làm thủy tinh nở ra một chút, nhờ đó đẩy nút chai lên. Ngón tay bạn một lần nữa bị dính keo. Lấy một ít muối và đổ lên đầu ngón tay bị kẹt của bạn. Cho ngón tay vào nước và cọ từ từ. Hỗn hợp sẽ hòa tan keo và giải phóng ngón tay bạn ngay lập tức. Trong khi treo chanh lên, bạn không tìm thấy chiếc đinh cứng đầu đó. Quay ngược một chiếc nĩa và chèn nó vào, sao cho chiếc đinh nằm giữa các răng của nó. Chiếc nĩa đã tạo thành một cánh tay dài ngăn cách với tường, giúp dễ luồn dây của bức tranh qua đinh hơn. Khi tranh đã cân bằng tuyệt đối, chỉ cần lấy chiếc nĩa ra là xong. Bạn cần cho một chiếc bánh vào hộp, nhưng sau đó lấy nó ra bằng cách nhấc lên từ bên trong có thể sẽ làm hỏng bánh. Úp ngược nắp và đặt bánh lên nắp. Phần đế của hộp giờ đây là chiếc nắp, giúp việc lấy từng lát ra dễ dàng hơn nhiều. Đổ nước từ các bình và chai lớn ra một cách hiệu quả hơn bằng cách lắc. Việc này sẽ làm cho chất lỏng bên trong quay, tạo thành một dòng xoáy. Dòng xoáy cho phép không khí chảy ngược vào chai khi nước đổ ra ngoài. Nhanh hơn nhiều so với giải pháp đổ ao ra. Có một cách dễ dàng và ít lem nhem hơn để bóc vỏ trứng luộc. Sau khi đun sôi hoàn toàn, làm vỡ vỏ ở cả hai đầu bằng cách vỗ vào đó. Bóc vỏ ở một đầu, dùng miệng thổi vào phần đầu đã bóc hết vỏ đó. Không khí sẽ đẩy trứng và làm vỏ trứng nở ra. Đẩy trứng ra ngoài mà không bị hỏng. Khi bản lề laptop của bạn bị gãy, việc sửa chữa có thể tốn tới $300. Một cách khắc phục dài hơn nhiều là mua một khung ảnh và dán nó vào mặt sau của màn hình. Bạn đã đánh rơi một món đồ trang sức nhỏ. Dường như bạn không thể tìm thấy nó. Lấy một chiếc tất và luồn nó vào phần đầu của ống hút bụi. Hút kỹ khu vực làm rơi và thỉnh thoảng kiểm tra phần đầu này. Cuối cùng, bạn sẽ thấy đồ trang sức nằm ở đó. Bạn đã khoan một lỗ trên tường nhưng lỗ khoan xong quá rộng. Gỡ đinh vít ra rồi tìm một đồ vật ngắn và mỏng hơn một chút. Miếng nhựa, dây điện nhỏ, kẹp giấy hoặc thậm chí là tăm xỉa răng đều phù hợp. Đặt bất kỳ đồ vật nào bạn tìm thấy vào trong lỗ. Nó đã lấp đầy khoảng trống, đủ để đinh vít vào lại một cách an toàn. Lấy túi rác ra có thể khiến bạn rơi vào một tình cảnh tồi tệ là bị đổ nước lên người. Một cách tuyệt vời để tránh điều này là đặt giấy báo cũ ở đáy túi. Làm vậy không chỉ giúp thấm hết tất cả các chất lỏng từ thực phẩm và các nguồn khác, mà còn giúp ngăn ngừa mùi hôi tạo ra trong thùng rác. Không ai thích muỗi và thuốc diệt muỗi thì lại rất đắt. Một giải pháp thay thế rẻ tiền là lấy một chai nhựa và cắt phần trên cùng ra. Sau khi cắt xong, hãy úp ngược nó lại và cho vào bên trong chai. Pha 2 cốc nước ấm với 2 thìa đường. Muỗi sẽ bị thu hút bởi hỗn hợp bên trong và bị mắc kẹt. Bây giờ chỉ cần ngồi xuống thư giãn mà không bị cắn. Bạn đã chán ngấy chuyện quên ngày sinh nhật của bạn bè và dành hàng giờ học thuộc lòng 2 dòng cho bài thuyết trình tại chỗ làm. Vậy thì hãy chuẩn bị sẵn vài đôi đũa. Hoặc tốt hơn hết, xin lời khuyên từ Elon Musk về cách cải thiện trí nhớ. Gì cơ? Bạn không có số điện thoại của ông ấy sao? Đừng lo, đã có chúng tôi giúp bạn. Vào năm 2001, Elon Musk đã gọi điện cho kỹ sư cơ khí Jim Cantrell, người từng làm việc cho cơ quan vũ trụ của Pháp. Musk muốn biết liệu việc phóng một phi thuyền đến sao Hỏa có khả thi hay không. Ông ấy sẵn lòng chế tạo tên lửa, vậy nên ông đã mượn Cantrell vài quyển sách về chủ đề này. Chẳng bao lâu sau, ông đã trả lại sách và thảo luận về tên lửa, vật lý và thiên văn động lực học với nhà khoa học.
Cantrell đã rất ngạc nhiên. Bạn cũng muốn trở thành một nhà khoa học tên lửa từ con số 0 sao? Chà, vậy hãy lắng nghe nhé. Như chúng ta có thể tổng hợp từ các cuộc phỏng vấn của ông, Elon Musk có hai nguyên tắc cơ bản trong học tập. Đầu tiên, bạn phải đảm bảo rằng bạn xây dựng được cây kiến thức của mình. Nếu bạn muốn vượt qua giới hạn học hỏi của mình, hãy bắt đầu từ thân cây và cành cây to, sau đó mới đến phần lá. Bây giờ, có lẽ bạn đang tự hỏi, anh ta đang nói về cái quái gì vậy? Chà, giả sử bạn đang học một ngôn ngữ mới, thay vì ghi nhớ riêng lẻ từng từ, bạn nên bắt đầu với một số nguyên tắc chung. Khi hiểu và ghi nhớ được những nguyên tắc ấy, bạn sẽ xây dựng được một thân cây vững chắc cho kiến thức. Cách này hiệu quả với bất cứ thứ gì bạn đang cố gắng học, từ vật lý đến các xu hướng TikTok. Nguyên tắc thứ hai là bạn không thể nhớ được những gì mà bạn không kết nối được. Elon Musk không bao giờ học gì đó một cách ngẫu nhiên. Ông ấy kết nối mỗi thông tin mới với một nền tảng chắc chắn và sâu sắc hơn của mình. Vậy thì thay vì thu thập những mẩu kiến thức nhỏ và ném vào một ngọn lửa rồi sẽ tàn lụi, bạn phải khám phá ra cách kết nối lá và cành của cây tri thức để cây bừng nở. Nhằm giúp cây lớn, bạn phải ở gần những người giỏi nhất trong lĩnh vực của họ. Bạn không thể mời những bộ óc thông thái nhất thế giới đến dự tiệc nướng ở sân sau nhà mình sao? Chà, ít nhất hãy làm cho họ hiện diện ảo trong đời bạn. Hãy xem các cuộc phỏng vấn của họ, nghe podcast và đọc nhiều nhất có thể. Musk đề xuất kiểu sách và các thiên tài, và nói chung là đọc càng nhiều càng tốt. Hồi 9 tuổi, ông đã dành hết tâm trí để đọc toàn bộ bách khoa toàn thư Britannica. Sau đó, ông chuyển sang đọc sách khoa học viễn tưởng trong khoảng 10 tiếng mỗi ngày. Nếu bạn thấy việc đọc sách không thú vị, thì liệu tôi có thể khiến bạn hứng thú với việc nắm chặt tay và những cách độc đáo khác để kích thích trí não của bạn không? 99% dân số thế giới có một tay thuận. Vậy tay nào là tay thuận của bạn? Vâng, tay mà bạn dùng để viết, nấu ăn, vẽ tranh, v.v. Thi thoảng hãy thử đổi sang tay kia để củng cố các kết nối thần kinh trong não. Việc này sẽ làm cho đầu óc và trí nhớ của bạn trở nên sắc bén hơn. Hãy dùng tay không thuận khi đánh răng, dọn dẹp hoặc rửa bát đĩa. Lần đầu bạn làm thì sẽ thấy khó, nhưng việc này mang lại cho não bộ sự kích thích qua việc điều chỉnh. Hãy thực hành bài tập này thường xuyên, nhưng mà đừng lái xe hơi bằng tay không thuận nhé. Zumba, salsa, nhảy jazz, hip hop, hãy nhảy hết mình càng thường xuyên càng tốt. Bạn có thể đăng ký tham gia các lớp học khiêu vũ hoặc xem video trực tuyến về một số động tác nhảy mà bạn luôn thấy thật đẹp khi nhìn người khác thực hiện. Khi học các bước nhảy mới, kỹ năng ghi nhớ và tốc độ xử lý của bạn sẽ được cải thiện. Hãy thử dùng mọi giác quan trong cuộc sống hàng ngày, đến chợ nông sản, du lịch, làm vườn, nướng một mẻ bánh quy, ghi chú trong một cuộc họp hoặc thử một nhà hàng mới. Bất kể bạn làm gì, hãy tập trung vào việc cùng lúc chạm, nếm, ngửi, nghe và nhìn sự vật, con người. Bạn dùng càng nhiều giác quan, ngay cả với một việc bạn làm mỗi ngày, thì trí tuệ càng tham gia vào việc lưu giữ ký ức đó. Hãy làm cho cuộc sống hàng ngày trở nên thú vị hơn. Đi một tuyến đường mới đến công ty, đặt cuốn lịch sang phía bên kia của bàn hoặc thử một loại cà phê mới. Hãy chú ý đến các chi tiết mà bạn thường bỏ qua. Bạn có thể nói cho tôi biết, bạn có bao nhiêu cái đĩa trong tủ chạn nhà bếp không? Hãy đếm chúng hoặc số bậc thang mà bạn đi mỗi ngày. Ngoài ra, hãy thử nhắm mắt khi tắm, việc sử dụng xúc giác khi hoạt động sẽ báo hiệu và cho bộ não được tập thể dục hiệu quả. Bạn vẫn chờ phần siết chặt bàn tay sao? Vào năm 2013, các nhà tâm lý học từ Đại học bang Montclair đã thử nghiệm và kết luận rằng việc siết chặt bàn tay phải trong 90 giây hỗ trợ quá trình hình thành trí nhớ. Nếu bạn làm điều tương tự với bàn tay trái, khả năng nhớ lại của bạn sẽ được cải thiện. Họ yêu cầu 50 người trưởng thành nhớ các từ trong một danh sách dài. Dù bạn có tin hay không, nhưng những người nắm chặt tay có thể nhớ lại nhiều từ hơn. Các nhà nghiên cứu tin rằng việc nắm chặt tay sẽ kích hoạt các vùng não cụ thể chịu trách nhiệm cho việc xử lý ký ức. Bạn có nhớ nổi tên của cô gái mà ai đó đã giới thiệu cho bạn trong bữa tiệc sinh nhật của họ không? Hay anh thợ máy tốt bụng đã từng giúp bạn sửa xe hơi? Có thể bạn sẽ nhớ lại khuôn mặt của họ, nhưng cái tên lại là một chuyện khác vì nó không cho bạn biết nhiều điều về họ. Nếu bạn muốn một bài tập thể dục khác cho não bộ và cố gắng ghi nhớ dữ liệu đó, thì hãy đọc kho thông tin. Nói ra mọi điều bạn vừa nghĩ, đọc hoặc nghe, cách này sẽ củng cố trí nhớ của bạn. Hãy đọc thành tiếng, quay lại với những thông tin đó trong các khoảng thời gian dài hơn, vài giờ một lần, mỗi ngày. Đó là cách bạn thành thạo các kỹ năng và dữ liệu phức tạp. Xây dựng cung điện ký ức của riêng bạn, hãy đặt các kỷ vật trở lại. Tôi đang nói về một kỹ thuật ghi nhớ khác. Chọn một nơi mà bạn biết rất rõ, quê quán, trường học hoặc tủ quần áo của bạn.
Lý tưởng nhất là một nơi rộng lớn và có nhiều chi tiết. Lấy ví dụ như ngôi nhà của bạn. Bây giờ hãy nghĩ về một tuyến đường đi qua nơi đó. Bạn đi vào qua cửa trước. Bạn thấy gì tiếp theo? Nhà bếp ư? Được rồi. Giờ hãy chọn vị trí bạn sẽ lưu thông tin mà bạn muốn ghi nhớ. Mỗi điểm phải là độc nhất. Đó có thể là một căn phòng riêng biệt hoặc một đồ vật trong căn phòng đó. Giờ thì hãy lấy một mảnh giấy và vẽ cung điện của bạn đến từng chi tiết. Sau khi hoàn tất, hãy nhắm mắt lại và hình dung ra khung cảnh. Hãy mở mắt và so sánh hình ảnh trong đầu bạn với bức tranh trên giấy. Hãy cứ duy trì việc luyện tập cho đến khi chúng trùng khớp hoàn toàn. Hãy chia thông tin bạn muốn ghi nhớ thành nhiều phần và trải nó khắp cung điện. Nếu bạn đang cố gắng học thuộc lòng một bài phát biểu, hãy đặt cụm từ đầu tiên trên thảm chùi chân và xa hơn, từng dòng một xung quanh căn nhà. Hãy tạo hệ thống mã hóa của bạn, sử dụng nhiều từ và con số hơn. Một con thiên nga có thể thay thế số 2 và một dàn nhạc diễu hành đại diện cho tháng 3. Hãy cố gắng tìm những biểu tượng mang lại cho bạn cảm giác. Chúng có thể chuyển động hoặc phát ra âm thanh, bất cứ thứ gì giúp bạn ghi nhớ chúng. Mỗi ngày, hãy ghé thăm cung điện ký ức của bạn ít nhất 15 phút. Hãy đi qua nó như khi bạn thăm thú bảo tàng. Có điều lần này bạn phải thật chú tâm. Bạn có thể đi qua toàn bộ tuyến đường hoặc mỗi ngày tập trung vào một phòng. Mỗi khi rảnh rỗi, hãy nhắm mắt lại và đến đó. Bạn có thể sử dụng cung điện này nhiều lần. Có điều, hãy viết thông tin mới vào các điểm đã chọn và bắt đầu một chuyến tham quan mới. Bạn cũng có thể trở thành quý tộc và cùng lúc dùng nhiều hơn một cung điện. Hãy nói không với GPS. Tất nhiên, chỉ thỉnh thoảng thôi chứ không phải khi bạn lái xe qua một thành phố mà bạn không biết. Một nghiên cứu vào năm 2013 đã cho thấy rằng việc dựa dẫm vào công nghệ chỉ đường khiến cho hồi hải mã bị co lại. Phần não này chịu trách nhiệm về trí nhớ không gian và chuyển dữ liệu từ lưu trữ ngắn hạn sang dài hạn. Vì vậy, hãy cố gắng tìm ra cách đến các địa điểm bất cứ khi nào có thể, ít nhất là đến đó bằng GPS và quay về dựa vào trí nhớ. Hãy dùng đũa. Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc cầm đũa giúp phát triển các phần mở rộng mới của tế bào thần kinh, cho phép các tế bào não giao tiếp với nhau. Nếu bạn không thích dùng đũa thì hãy thử đan lát, quay bút chì giữa các ngón tay hoặc bất kỳ hoạt động ngón tay nào. Tất cả đều có tác động như nhau lên tế bào não của bạn. Bạn đã sẵn sàng khám phá một số thủ thuật cuộc sống đơn giản, hữu ích nhưng lại cực kỳ lạ và lỗ bịch chưa? Bắt đầu nào! Bạn thức dậy và cảm thấy bản thân hôm nay cần dũng cảm và sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm. Bạn sẽ mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh trên đường đi làm buổi sáng trong khi nhâm nhi cốc Americano của mình. Những kế hoạch phản tác dụng khi bạn làm đổ cà phê lên người mình. Vì vậy, bạn ngay lập tức chuyển từ cảm giác mình là một chú gấu Bắc Cực hung dữ thành một chú chó con lông trắng bất lực. Nhưng đừng lo, tất cả những gì bạn cần là bút marker đen. Nhớ đảm bảo là không phải là loại không xóa được nhé. Và một tấm bản đồ thế giới. Tìm một nơi có một loạt các hòn đảo. Tại sao không chọn ngày Bahamas nhỉ? Bây giờ, hãy vẽ một vài đường viền bằng bút marker của bạn. Viết từ Bahamas bên ngoài vết cà phê và voila! Những vết cà phê trên áo của bạn giờ đây tượng trưng cho một trong những quần đảo nổi tiếng nhất thế giới. Bạn vừa biến một thảm họa thời trang thành một kiệt tác đầy phong cách và mới mẻ. Giờ thì hãy lấy cho mình một ly cà phê khác đi nhé. Bạn đã bao giờ nhìn lên mặt trăng và tin chắc rằng có một khuôn mặt nào đó đang nhìn lại bạn chưa? Hầu hết chúng ta đều đã từng trải qua cảm giác này. Điều kỳ lạ là mặt trăng cách trái đất gần 402.000 km. Tất nhiên, khuôn mặt mà chúng ta tưởng thật đó chỉ là ảo ảnh. Nó được hình thành bởi những vết đen do các đồng bằng trên mặt trăng. Những vùng đồng bằng bằng phẳng này được hình thành từ dung nham của những vụ phun trào núi lửa từ xa xưa. Tôi muốn cho bạn thấy một thủ thuật cuộc sống giúp bạn cảm thấy giống như gương mặt nổi tiếng này của mặt trăng. Tất cả những gì bạn cần là một lõi cuộn giấy vệ sinh và điện thoại. Ồ, và cả khuôn mặt xinh đẹp của bạn nữa. Đơn giản, bạn chỉ cần đặt khuôn mặt của bạn gần một đầu của cuộn giấy vệ sinh và điện thoại áp sát vào đầu kia của cuộn lõi giấy. Tất cả những gì còn lại cần làm là chụp ảnh và xem thử kết quả thôi. Tiếp theo, bạn có phải là người thích ăn vặt không? Bạn không thể chịu được việc tham gia các cuộc họp công việc hoặc lớp học mà không được phép ăn uống. Có thể tôi đã tìm ra giải pháp nếu bạn là người thích phô mai. Tất cả những gì bạn cần là một ống son môi, một ống rỗng nhé. Đơn giản, bạn chỉ cần đổ đầy phô mai vào ống rỗng và thế là bạn đã có một ống phô mai của riêng mình. Ước tính có hơn 65% dân sử dụng son dưỡng môi. Một số người sử dụng son dưỡng hàng ngày, những người khác mang theo nó bên mình để phòng trường hợp môi bị khô.
ai sẽ nghi ngờ bạn thực sự đang nhai phô mai nếu bạn lôi hộp đựng son giữa môi ra chứ? Trung bình 61% những người thực sự ngủ được trên máy bay sẽ có giấc ngủ dưới mức trung bình. Rất nhiều người gặp khó khăn khi ngủ trên đó, nhưng không phải là không thể nếu bạn có thể tạo ra một môi trường ngủ lành mạnh. Xin giới thiệu với bạn mặt nạ ngủ. Chỉ cần lấy một búi tóc, đưa toàn bộ phần tóc dài ra phía trước và buộc lại như bình thường. Nó thực sự giống như có một bộ rèm che mặt bạn. Đó là những gì chúng ta cần, vì việc thiếu ánh sáng sẽ gửi tín hiệu đến cơ thể rằng đã đến lúc phải nghỉ ngơi. Theo nghiên cứu, cứ 3 người Mỹ thì có 2 người liệt kê kèm ốc quế trong danh sách những món yêu thích của mình vào mùa hè. Không thể trách họ được, nó quá ngon. Vấn đề duy nhất, kem tan chảy mới nhanh làm sao. Nhưng tôi có một thủ thuật sẽ giúp ích cho tất cả những người yêu thích kem que. Tất cả những gì bạn cần là một cây kem yêu thích của mình và giấy lót bánh cupcake. Đúng rồi, khi bạn lấy que kem ra khỏi tủ đông, kem có trạng thái rắn vì các hạt kem đang dính vào nhau. Khi nhiệt tăng lên, trong 99% trường hợp là thời điểm nó rời tủ đông, các hạt này bắt đầu tách nhau ra và tan chảy. Và cứ mỗi một giọt kem nhỏ xuống là một giọt nước mắt của bạn cũng rơi, phải không? Giờ là lúc lau đi những giọt nước mắt đó. Tất cả những gì bạn phải làm là chọc que kem xuyên qua giấy lót bánh cupcake. Sau đó, lớp giấy sẽ hứng bất kỳ giọt kem nào chảy ra, hoặc bất kỳ giọt nước mắt vui mừng nào rơi xuống từ khuôn mặt của bạn. Hãy để chúng rơi xuống tấm giấy lót đó trong khi bạn tắm nắng và thoải mái thưởng thức món kem của mình. Cứ 3 bữa tiệc Super Bowl thì có một bữa tiệc có snack khoai tây được bày sẵn cho các vị khách. Và có thể bạn cũng sẽ mời những người bạn đang trên đường ghé qua nhà mình một ít snack khoai tây. Nhưng họ sẽ thích hương vị gì? Nếu nhà bạn chỉ có một loại nhãn hiệu khoai tây chiên thì không vấn đề gì. Hãy nâng tầm món này lên nhé. Để mang đến cho bạn bè của bạn nhiều lựa chọn khác nhau, bạn sẽ xếp snack khoai tây vào khuôn làm bánh nướng xốp. Chỉ cần lấp đầy mỗi lỗ trên khuôn bằng một loại gia vị khác nhau. Bạn bè sẽ nghĩ bạn là gia chủ thiết đãi khách tuyệt vời nhất. Nghiên cứu đã tiết lộ rằng salsa thường là loại nước chấm phổ biến nhất, tiếp theo là hành tây kiểu Pháp và guacamole. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn không quên bày những thứ này lên khuôn làm bánh muffin nhé. Bạn đã bao giờ trở về nhà sau một ngày dài làm việc và hào hứng với việc ngâm mình trong bồn tắm nước nóng chưa? Chỉ có một vấn đề, bồn tắm của bạn thiếu mất nút chặn nước. Đừng vội lo lắng, tôi có cách này. Tận dụng món đồ trang trí tiệc để dùng cho bồn tắm và bạn sẽ được ngâm mình trong bồn nước nóng dễ chịu ngay lập tức. Bạn chỉ cần lấy một quả bóng bay. Nhưng này, dừng lại đi. Đừng thổi phồng nó lên. Thay vào đó, bạn chỉ cần đổ đầy nước vào và thắt nút quả bóng bay. Ồ, và hãy cố gắng kiềm chế cảm giác muốn ném quả bóng nước này vào ai đó nhé. Bây giờ, hãy đặt quả bóng nước vào vị trí nút chặn nước bồn tắm. Hãy chắc chắn rằng bạn đặt đúng vị trí vừa vặn và chắc chắn. Bạn có thể kiểm tra bằng cách mở vòi để xem nước đã bắt đầu đầy lên chưa. Nếu đúng như vậy, điều đó có nghĩa là đã đến lúc bạn được tận hưởng bồn tắm nước nóng mà bạn mong muốn rồi. Bây giờ bạn có muốn biến nó thành bồn tắm tuyệt vời nhất từ trước đến nay không? Với một đồ uống yêu thích ở ngay bên cạnh khi đang ngâm mình thư giãn. Hãy để tôi chỉ cho bạn cách làm. Hãy quay lại bên ngoài xe. Thực tế là hãy mặc lại quần áo của bạn trước. Tôi hứa là bạn sẽ sớm quay lại bồn tắm thôi. Lấy ra đỡ điện thoại của bạn từ trong xe, chạy trở lại phòng tắm của bạn và dán nó vào tường cạnh bồn tắm. Đặt nó sao cho vừa với ly đồ uống của bạn. Hãy đảm bảo giá đỡ được cố định chắc chắn, vì tôi tin rằng bạn không muốn tắm trong nước Coca-Cola bị đổ. Bây giờ khi mọi thứ đã xong xuôi, tôi sẽ để bạn tận hưởng cảm giác thư giãn ngâm mình bị trì hoãn nãy giờ và chuyển sang mẹo tiếp theo. Nhắc đến đồ uống, lon soda bạn vừa mua sẽ nóng lên quá nhanh. Hãy để tôi giúp bạn giải quyết vấn đề này. Hãy nhanh chóng đến cửa hàng gần đó và mua một ít đá. Sau đó chỉ cần tìm một hộp bia cứng rỗng và một chiếc túi nhựa thôi. Mở hộp ra, rồi dùng túi nhựa bọc lại, như thể bạn định dùng nó làm thùng rác. Sau đó lấy đá và đổ lượng cần thiết vào trong hộp. Đột nhiên bạn có một máy làm mát đồ uống đầy đủ chức năng theo ý của bạn. Hãy lấy những lon soda đó và đặt chúng vào trong đó. Sau vài phút, bạn sẽ có những lon soda ngon lành và mát lạnh. Trong khi chờ đợi, hãy tận hưởng ánh nắng mặt trời. Đôi khi đang đi dạo, bạn sẽ gặp phải những bề mặt như đường mòn lầy lội trong rừng có khả năng làm hỏng giày của mình. Ngay cả khi chúng là giày đi bộ, bạn vẫn muốn chúng trông thật đẹp phải không? Hãy để tôi chỉ cho bạn một thủ thuật để giữ cho đôi giày thể thao của bạn luôn sạch đẹp nhé.
Một lần nữa, tất cả những gì bạn cần là một quả bóng bay. Thổi bong bóng lên và giữ chặt lỗ khí bằng tay để giữ cho nó phồng lên. Đặt quả bóng bay xuống đất, giữ chặt lỗ khí và cho tay vào trong giày. Bạn đã nghe đúng rồi, tay chứ không phải chân. Sau đó dùng giày ấn quả bóng xuống. Điều này sẽ khiến quả bóng xì hơi và sau khi xong, quả bóng sẽ quấn chặt quanh đế giày của bạn. Nó sẽ giống như một hình thức bảo vệ hoàn hảo chống lại mọi bề mặt bẩn mà bạn sẽ đi qua trong chuyến du lịch của mình. Bây giờ chỉ cần làm tương tự với chiếc giày còn lại và bạn có thể tiếp tục hành trình của mình. Khi về đến nhà, có lẽ bạn sẽ rất hào hứng muốn vào trong nhà và thư giãn. Đây là lý do tại sao việc lục lọi tất cả các chìa khóa trong chùm chìa khóa khi đến nơi lại rất khó chịu và mệt mỏi. Đừng lo lắng, tôi có một cách khắc phục dễ dàng sẽ giúp quá trình này diễn ra nhanh chóng hơn nhiều. Tất cả những gì bạn cần là một ít sơn móng tay. Vâng, một vài màu sơn khác nhau nhé. Chỉ định một màu cụ thể cho mỗi chìa khóa và sơn lên chìa thôi. Sau đó, chỉ cần để sơn khô một chút. Khi lớp sơn đã khô, bạn sẽ có một bộ chìa khóa nhiều màu dễ tìm. Thật tiện lợi phải không? Đi phượt thôi, bạn và nhóm bạn thân nhất đang lao nhanh trên cao tốc. Đột nhiên, một người tắt điều hòa và hạ cửa sổ xuống. Không, họ muốn giúp bạn đỡ tốn xăng và vừa mắc một trong những sai lầm kinh điển. Tắt điều hòa và chọn một làn gió tự nhiên sẽ giúp ích khi bạn bị kẹt xe. Khi lái xe với cửa sổ hạ xuống trên đường cao tốc, bạn đang tạo ra lực cản gió không cần thiết. Xe của bạn bây giờ cần nhiều năng lượng hơn để di chuyển về phía trước. Và cuối cùng, bạn sẽ đốt nhiều nhiên liệu hơn cho mỗi chuyến đi. Tuy nhiên, trong khi bạn đang phải vật lộn với giao thông trong giới hạn thành phố, thì việc tắt điều hòa không phải là một ý tưởng tồi. Đó có thể không phải là chuyến đi thoải mái nhất trong một ngày nắng nóng, nhưng bạn ở đây để tiết kiệm tiền, phải không? Giờ làm một bài kiểm tra cảm giác kiến thức xã hội nhanh chóng nhé. Bạn có hai tuyến đường để lựa chọn, một tuyến đường ngắn hơn và tuyến đường khác trông dài hơn trên bản đồ. Lựa chọn là gì? Tâm lý chung là hét lên, cái đầu tiên, rõ là thế. Nhưng trên thực tế, con đường ngắn nhất không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất để tiết kiệm xăng. Bạn phải chọn cái có ít biển báo dừng, đèn giao thông và tắt đường nhất ấy. Tuyến đường này sẽ ít yêu cầu tăng tốc và giảm tốc độ hơn, vì cả hai đều ngốn xăng khủng khiếp. Vì vậy, lập kế hoạch tuyến đường của bạn một cách khôn ngoan. Bạn có thể tham khảo các ứng dụng hiển thị dữ liệu giao thông theo thời gian thực hoặc bản đồ tương tác với đèn giao thông. Bạn cũng có một cái túi cát, chiếc giường bơm hơi cũ, một đôi giày và 5 can nước trong cốp xe, hay mỗi tôi thế thôi. Chà, muốn tiết kiệm thì bạn phải dọn dẹp đấy. Giảm 45kg mà bạn mang theo trong xe sẽ giảm mức sử dụng xăng của bạn xuống 1% cho mỗi 4 lít xăng so với trọng lượng xe của bạn. Trọng lượng nhiều hơn có nghĩa là sử dụng nhiều nhiên liệu hơn. Đó là một phép toán giao thông đơn giản mà. Bớt phanh và tăng tốc lại. Lái xe với tốc độ ổn định trên 80 km/h giúp bạn tiết kiệm được phần nào chi phí xăng. Mỗi khi bạn nhấn phanh hoặc phóng với tốc độ tinh lửa ở đèn giao thông, bạn đang làm cho động cơ của mình hoạt động vất vả và nó ngốn nhiên liệu, bạn biết đấy. Thêm vào đó, lái xe hung hăng là nghi thức giao thông tồi. Vì vậy, hãy tăng tốc độ từ từ và dừng phanh một cách êm ái nhé. Đừng tăng tốc đột ngột hoặc phi hết nấc để phải phanh gấp. Hệ thống kiểm soát hành trình có thể giúp bạn lái bình tĩnh và vững vàng khi bạn đi trên địa hình bằng phẳng như đường cao tốc. Khi bạn đến gần một số ngọn đồi hoặc núi, kiểm soát hành trình sẽ khiến xe của bạn ăn quá nhiều xăng mà không có lý do chính đáng. Vì vậy, hãy tắt nó đi và để tốc độ giảm xuống một chút khi bạn đi lên, rồi từ từ tăng tốc khi bạn đi xuống. Điều này sẽ giúp giảm lượng công việc cho động cơ của bạn. Độ xe của bạn cách điểm cần đến vài dãy nhà. Lần tới khi bạn thực hiện bước nhảy vọt thứ 7, lái xe vòng quanh khu nhà để tìm chỗ đậu xe. Điều đó sẽ hoàn toàn hợp lý. Khi bạn tổng kết lại sự thất vọng và thời gian của bạn dành cho công cuộc tìm kiếm đó, và tất nhiên cả chi phí xăng nữa, việc đổ xe ở đâu đó xa khu mua sắm, trung tâm thương mại hoặc nhà hàng nổi tiếng yêu thích của bạn. Đừng đợi đến phút cuối mới đổ đầy bình nhé. Tạo thói quen làm điều đó khi nó vơi 3/4 hoặc bất cứ khi nào bạn cảm thấy tiện. Bằng cách này, bạn sẽ không phải cuống cuồng dừng lại ở trạm xăng gần bạn nhất khi đến giờ đổ xăng. Thay vào đó, bạn sẽ có thời gian nghiên cứu một chút. Có những ứng dụng tìm trạm xăng đặc biệt để giúp bạn tìm được giá tốt nhất trong khu vực của mình. Thỉnh thoảng là có thể ở tỉnh bên cạnh
hoặc xuyên biên giới. Và xăng rẻ thì không mua cạnh đường cao tốc nha. Khi bạn đã sẵn sàng trung thành với một hãng xăng, đừng ngần ngại yêu cầu đòi quyền lợi cho mình. Đăng ký chương trình khách hàng thân thiết, lưu ứng dụng, nhận thẻ, bất cứ điều gì cần thiết để được giảm giá, hoàn tiền, thêm điểm và các đặc quyền khác từ họ. Các cửa hàng tạp hóa hợp tác với chuỗi xăng cho phép bạn sử dụng số điểm tích được tại cửa hàng để được giảm giá. Ngay cả tiết kiệm mấy ngàn một lít thôi cũng có thể tạo ra sự khác biệt. Vì vậy hãy nhớ hỏi nhé. Các chủ sở hữu xe Lion ơi, cái này là dành cho bạn. Hãy thử bật điều hòa trong khi xe của bạn vẫn đang cắm bộ sạc xem. Nó sẽ giúp mở rộng phạm vi hoạt động của xe khi bạn đi trên đường, đồng nghĩa với việc tiêu tốn ít tiền xăng hơn. Nếu bạn đang lái một trong những mẫu ô tô mới hơn, động cơ của bạn phải tự động dừng khi bạn để ô tô chạy không tải. Nếu đó không phải là trường hợp của bạn, hãy tránh chạy không tải để tiết kiệm nhiên liệu nha. Đợi đèn giao thông chuyển sang màu xanh mất từ 45 đến 120 giây và việc khởi động ô tô của bạn chỉ cần 10 giây đổ xăng thôi. Vì vậy, nếu bạn phải dừng hơn 10 giây, hãy tắt máy xe. Nếu bạn để nó chạy, nó có thể ngốn thêm gần 2 lít nhiên liệu mỗi giờ. Bây giờ, trong trường hợp an toàn không phải là một trong những mối quan tâm chính của bạn, thì ít nhất hãy chăm sóc chiếc xe của bạn thật tốt vì lý do kinh tế. Kiểm tra xem lốp xe của bạn có được bơm căng ít nhất mỗi tháng một lần hay không. Khi được bơm căng quá mức, chúng sẽ hao mòn nhanh hơn, kéo lê và lãng phí xăng. Kiểm tra hướng dẫn sử dụng ô tô của bạn để xem tần suất bạn nên điều chỉnh động cơ của mình. Nó phụ thuộc vào số năm sử dụng và mẫu xe. Vệ sinh bộ lọc để xe chạy ít ăn xăng hơn. Sử dụng đúng loại dầu động cơ, nếu không, động cơ của bạn sẽ phải làm việc nhiều hơn bình thường và gây lãng phí xăng. Không cần phải tỏ ra ngầu và đổ đầy nhiên liệu cao cấp, trừ khi bạn có một động cơ hiệu suất cao thực sự, không thể chạy bằng bất cứ thứ gì khác. Điều đó sẽ khiến bạn tốn ít tiền hơn trong thời gian dài và sẽ không làm cho xe của bạn chạy nhanh hơn, sạch hơn hoặc đi được quãng đường tốt hơn đâu. Nếu hướng dẫn sử dụng ô tô của bạn đề xuất nhưng không yêu cầu cao cấp, thì ít nhất hãy chọn loại thấp hơn để tiết kiệm thêm. Hóa học xăng dầu đã phát triển trong những thập kỷ qua, vì vậy đừng lo lắng về chất lượng của xăng thông thường. Cái nào cũng tốt. Nếu bạn có một chiếc xe cũ hơn, hãy kiểm tra niêm phong nắp xăng của bạn. Một khi nó yếu đi, oxy sẽ rò rỉ vào bình xăng. Khi điều đó xảy ra, xăng hao nhanh hơn. Bạn có thể thay nắp xăng, nhưng hãy chuẩn bị rằng các cảm biến có thể không nhận ra nắp mới trừ khi nó đến từ nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp được ủy quyền. Nếu xe bạn dùng hộp số sàn, bạn thật may mắn. Bạn có toàn quyền kiểm soát vòng tua máy của mình, tức là số vòng quay mỗi phút. Bản răng thấp hơn có nghĩa là vòng tua máy cao hơn. Vòng tua máy càng cao, động cơ tạo ra moment xoắn càng lớn và càng sử dụng nhiều nhiên liệu. Vì vậy, hãy chuyển sang các bánh răng phía trên một cách nhanh chóng. Không phải xe nào cũng giống nhau, nhưng một giải pháp tối ưu sẽ là chuyển sang số 2 khoảng 24 km/h và chuyển sang số cao nhất vào thời điểm bạn đang đi với tốc độ 48 đến 56 km/h. Thùng chở hàng đó và đường dành cho xe đạp mà bạn có trên nóc phương tiện của mình sẽ phải bị bỏ đi thôi. Chúng làm tăng sức cản của gió cho ô tô của bạn. Vì vậy, động cơ phải làm việc nhiều hơn để duy trì tốc độ. Nó có thể có nghĩa là tiêu thụ nhiên liệu thêm tới 20% trên đường cao tốc và lên tới 8% trong thành phố. Nếu bạn cần thêm nơi lưu trữ, hãy chọn các hộp chở hàng gắn phía sau nhé. Đối với những bạn đang cần mua ô tô ngay bây giờ, hãy cân nhắc một chiếc xe xăng lai điện, xe cắm điện lai hoặc xe điện. Ý tôi là bạn chắc chắn sẽ cắt giảm chi phí xăng với một chiếc ô tô điện. Giả sử nếu bạn chưa sẵn sàng cho quá nhiều thay đổi đi. Trong trường hợp đó, như mẫu xe phổ biến thực sự có dạng lai đấy. Toyota RAV4, Hyundai Sonata và Volvo XC90 đều dành cho bạn. Và đây là mẹo hay sẽ giúp bạn cắt giảm hoàn toàn chi phí lái xe. Bạn đã sẵn sàng chưa? Đừng lái xe nữa. Được rồi, để tôi giải thích. Đừng lái xe bất cứ khi nào có thể. Đi bộ hoặc đạp xe đi làm hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng ấy. Nếu điều đó là quá nhiều đối với bạn, ít nhất hãy chia trách nhiệm lái xe và chi phí xăng với các đồng nghiệp sống cùng khu vực. Bạn có biết mẹo nào khác để tiết kiệm xăng không? Hay thậm chí là mẹo tủ luôn? Bình luận bên dưới cho tôi biết với nhé. Bạn đã quá quen với việc lướt web, chơi game và kết nối với bạn bè trên các trang mạng xã hội.
mọi tiện ích này đều có sẵn trong chiếc iPhone nằm tại túi quần của bạn. Nhưng bạn sẽ thấy sao nếu tôi nói rằng chiếc điện thoại này còn rất nhiều công dụng ẩn nữa nhỉ? Chạm mặt sau. Bạn đã bao giờ để ý đến cái logo Apple đẹp mắt ở mặt sau của iPhone chưa? Nếu bạn dùng ốp lưng thì hãy gỡ nó ra mà xem nhé. Được rồi, giờ có thể bạn đang nghĩ rằng có gì bí mật đâu, đây chỉ là logo thương hiệu của iPhone thôi mà. Đúng là nó không quá đặc biệt, nhưng bạn có biết rằng đây không chỉ là một đặc điểm trang trí đẹp mắt không? Thật ra đó cũng là một cái nút đấy. Không tin tôi sao? Hãy thử mà xem. Nhưng trước khi chạm vào nó như thể bạn đang dùng nhầm mặt điện thoại, thì bạn phải điều chỉnh cài đặt đã. Đó chính là lý do khiến tính năng tiện dụng này được coi là bí mật. Đầu tiên, mở cài đặt, nhấn vào trợ năng, sau đó nhấn vào menu cảm ứng và vuốt xuống cuối danh sách. Ở đó, bạn sẽ tìm thấy tùy chọn chạm mặt sau. Bạn đã tìm thấy chưa? Tuyệt! Bạn có thể chọn chạm 2 lần hoặc chạm 3 lần tùy theo ý thích của bạn. Và trên hết là bạn có vô số phương án để lựa chọn. Bạn có thể điều chỉnh tính năng chạm mặt sau để chụp ảnh bằng ứng dụng máy ảnh, gọi Siri, chuyển sang ứng dụng khác và chụp ảnh màn hình. Cách này sẽ giúp mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều so với việc tập thể dục ngón tay khi bạn cần chụp ảnh màn hình đấy. Điều chỉnh phát âm của Siri. Bạn đã bao giờ yêu cầu Siri gọi cho một người bạn của mình chưa? Có thể bạn đã yêu cầu Siri gọi cho Hermione, vậy mà Siri lại trả lời rằng đang gọi cho Hermione. Ok, dù bạn không có số của Hermione trong danh bạ điện thoại, nhưng chúng ta đều nhất trí rằng cái tên đó không dễ phát âm nhỉ? Siri có thể là một trong những trợ lý kỹ thuật số thông minh nhất trong thị trường điện thoại thông minh, và đôi khi cô nàng còn hơi lém lỉnh. Nhưng người bạn đồng hành này của iPhone thường gặp khó khăn khi phát âm cả những cái tên phổ biến nhất. Nếu điều này làm phiền bạn, thì bạn sẽ rất vui khi biết rằng mình có thể sửa cách phát âm của Siri đấy. Cách đơn giản nhất khi nghe Siri phát âm sai, hãy nói: "Phát âm vậy không đúng rồi." Câu lệnh này sẽ bắt Siri hỏi về cách phát âm chính xác cho từng từ trong họ tên hoặc tên của một địa điểm, nếu đó không phải tên người. Khi bạn đã chỉ dẫn xong, Siri sẽ đưa ra một vài phương án và bạn chỉ cần chọn cách phát âm đúng mà thôi. Nếu người bạn thân ảo của bạn vẫn gặp khó khăn, thì bạn có thể đánh vần cái tên ấy. Hãy mở danh bạ, chọn người mà Siri phát âm nhầm và bấm vào chỉnh sửa. Bạn có thể thêm cách phát âm chính xác trong phần ghi chú bằng phiên âm và nhấp vào cách phát âm chính tả để huấn luyện Siri đọc đúng. Đôi khi, cô trợ lý ảo siêu thông minh của bạn cũng cần được trợ giúp mà. Hey Siri, phải đọc Leviosa chứ không phải Leviosa nhé. Ứng dụng đo lường. Lúc nào cũng mang theo một bộ dụng cụ đo đạc chắc sẽ lỉnh kỉnh lắm nhở? Hoặc nhỡ đâu bạn quên mất là mình đã cất cái thước dây ở ngăn kéo nào. Nhưng không sao đâu, vì iPhone còn có một bí mật nữa sẽ giúp bạn đấy. Bạn có biết rằng iPhone sở hữu một số công cụ có thể phục vụ nhu cầu làm mộc của bạn không? Ví dụ như là ứng dụng đo lường. Bạn không cần dùng đến cái thước dây dài, mềm và khó sử dụng đó để đo bàn cà phê, giá sách hay chiếc đi văng của mình nữa đâu. Ứng dụng này sử dụng công nghệ thực tế tăng cường để đo các đồ vật xung quanh bạn bằng máy ảnh của điện thoại. Điều đầu tiên bạn cần làm là di chuyển điện thoại xung quanh nơi bạn muốn đo để ứng dụng phân tích. Sau đó, bạn sẽ thấy một vòng tròn màu trắng cùng một dấu chấm ở giữa màn hình. Đến bước này thì ứng dụng sẽ hoạt động khá giống một cái thước đo thật. Bạn chỉ cần đưa dấu chấm trùng với góc của vật mà bạn muốn đo và di chuyển dấu chấm đến điểm kết thúc. Nếu bạn là một thợ xây thì có thể bạn sẽ muốn gắn bó với thước vật lý để đo đạc chính xác hơn đấy. Các chuyên gia không nên sử dụng phương án này, nhưng nó có khả năng ước lượng khá xuất sắc. Ứng dụng đo lường cũng có thể được dùng làm thước thủy để đo độ cân bằng. Chỉ cần chuyển thẻ cân bằng trong ứng dụng và đặt điện thoại lên bề mặt mà bạn muốn đo là xong. Khi bạn thấy màn hình màu xanh lá cây và số 0 thì bề mặt ấy đã bằng phẳng. Nó không quá khác biệt so với tính năng thăng bằng của ứng dụng la bàn, vì vậy có lẽ bạn đã từng dùng tính năng này rồi. Với hộp công cụ kỹ thuật số mới, iPhone sẽ khiến bạn trở thành người khéo tay nhất nhỉ? Tự tạo kiểu dung. Ngày nay, tất cả chúng ta đều đang sống với nhịp độ khá nhanh và bận rộn. Dù bạn đang ở nơi làm việc, trong rạp chiếu phim hay đi học tại trường, thì iPhone cũng thường được đặt ở chế độ dung.
chắc chắn là bạn có nhiều lựa chọn đối với nhạc chuông. Nhưng những giai điệu đột ngột phát lên trong túi quần của chúng ta thường làm mọi người xung quanh bị phân tâm. Hoặc tệ hơn, điều này có thể dẫn đến việc điện thoại bị người sếp hoặc vị giáo viên đang khó ở của bạn tịch thu. Nhưng may mà iPhone có rất nhiều kiểu rung để bạn lựa chọn. Bạn có thể cài đặt các kiểu rung khác nhau cho những dịp khác nhau hoặc các số điện thoại khác nhau. Bạn không thích những lựa chọn này sao? Apple cũng có cách giải quyết cho bạn đấy. Còn một tính năng ẩn khác là tạo kiểu rung tùy ý cho các thông báo trên iPhone. Nếu bạn muốn cảm nhận nhịp điệu của bài hát yêu thích khi bạn thân gọi điện hoặc nhắn tin hay để làm báo thức, thì hãy tạo mẫu rung đó trên iPhone. Một lần nữa, bạn sẽ cần vào cài đặt, sau đó vào âm thanh và cảm ứng. Hãy chọn giai điệu mà bạn muốn tự sáng tạo. Chọn rung. Sau đó, tạo kiểu rung mới. Bước tiếp theo là tạo ra những bản rung hay ho như DJ không tiếng động bằng cách chạm ngón tay trên màn hình cho đến khi bạn tạo được nhịp điệu im lặng mà bạn hài lòng. Bây giờ, bạn đã có một điệu rung theo ý thích của mình. Cách này có thể khiến những lần báo thức sáng sớm trở nên dễ chịu hơn một chút đó nha. Trackpad. Với điện thoại thông minh, chúng ta không còn cần hai tay để sử dụng bàn phím nữa. Bạn chỉ cần một ngón tay cái điệu nghệ thôi. Tuy nhiên, đôi khi gõ như vậy cũng hơi mệt mỏi vì chúng ta dễ mắc lỗi chính tả và tất cả các ký tự không thể cùng lúc hiện trên cái bàn phím chật chội ở bên dưới màn hình điện thoại. Bạn đang gõ một đoạn văn bản dài, rồi nhận ra mình gõ thiếu chữ cái R trong từ Drive ở tít câu trên. Và rồi bạn bè hiểu lầm ý của bạn. Việc sửa từ đó sẽ thật khó khăn, nên dễ nhất là cứ xóa hết đi và soạn lại tin nhắn từ đầu. Nếu bạn là một cảnh sát ngữ pháp đối với các tin nhắn của mình, thì có lẽ bạn sẽ muốn chuyển bàn phím sang chế độ trackpad để chỉnh sửa dễ dàng hơn đấy. Đúng vậy, đây lại là một viên ngọc ẩn khác trên iPhone của bạn. Tính năng trackpad cực kỳ dễ sử dụng, bạn chỉ cần giữ ngón tay trên phím cách. Tất cả các phím khác sẽ chuyển sang màu xám và bạn có thể di chuyển con trỏ đến bất cứ nơi nào mình cần. Sau đó, hãy nhấc ngón tay ra khỏi phím cách để tiếp tục nhập văn bản. Còn một điều phiền toái khác khi nhập văn bản trên bàn phím iPhone nhỏ xíu nữa, đó là bạn phải chuyển tab để sử dụng số và ký hiệu. Dù có lẽ không dùng nhiều, nhưng chắc chắn bạn sẽ thấy hơi bực bội khi phải chuyển tab nhiều lần dù chỉ soạn một tin nhắn. Tuy nhiên, có một tính năng ẩn khác trong bàn phím iPhone sẽ giúp bạn đỡ mệt mỏi. Thay vì chạm vào tab số 1, 2, 3, hãy giữ nó và bàn phím số và bàn phím biểu tượng sẽ hiện ra. Miễn là bạn vẫn giữ thì tab đó sẽ tiếp tục mở để bạn chọn ký tự. Sau đó, khi bạn thả tay ra, tab chữ cái sẽ quay trở lại. Rồi bạn sẽ soạn tin tốc độ đến mức còn viết được cả một cuốn tiểu thuyết trên điện thoại của mình luôn ấy chứ. Bạn đã bao giờ buộc một sợi dây giữa hai chiếc cốc nhựa để nói chuyện với ai đó ở phòng khác trong nhà của bạn chưa? Hồi nhỏ thì trò này đúng là hay, nhưng chiếc cốc nhựa không thể cho bạn biết về thời tiết hoặc giúp bạn gửi email đúng không? Thật vậy, công nghệ đã khác rất nhiều so với hồi chúng ta dùng điện thoại cốc. Bạn có thể tưởng tượng ra cuộc sống trước khi có điện thoại thông minh không? Hiện nay, điện thoại đã gần giống như quần áo hoặc giày dép đối với chúng ta. Đây chính là món phụ kiện trung thành nhất của con người. Và giờ, bạn đã biết thêm một số bí mật hữu ích và sắp trở thành chuyên gia iPhone rồi đấy. Tuy nhiên, nếu bạn không thích các mẹo này thì hãy thử dùng điện thoại cốc nhé. Ít nhất thì nó cũng không thể hết pin mà. Di chuyển đồ đạc qua một cánh cửa liên tục đóng lại thì cực kỳ khó chịu. Vậy nên, hãy buộc một sợi dây thun quanh tay nắm ở mỗi bên cửa để nó bắt chéo qua chốt. Lúc đó, chốt sẽ không thể bật ra và cửa sẽ không bị đóng lại nữa. Để kiểm tra xem ga trải giường của bạn đã khô hoàn toàn hay chưa, hãy lấy một chiếc gương và đặt nó phía bên dưới. Để như vậy trong khoảng 5 phút, và nếu nó bốc hơi lên thì có nghĩa là ga giường vẫn còn ẩm. Giường ẩm thấp là nơi sản sinh ra mốc và các loại nấm khó chịu khác. Bạn có thể sơn phần đuôi của chìa khóa bằng sơn móng tay có màu khác nhau để có thể dễ dàng xác định đó là chìa khóa nào. Để đổ lượng dầu hoặc nước sốt vừa đủ vào món salad, hãy chọc các lỗ trên miếng giấy bạc thay vì gỡ nó ra hẳn. Việc này sẽ ngăn một lượng lớn nước sốt đổ ra ngoài. Để băng cá nhân không trượt khỏi ngón tay, hãy cắt một đường ở hai bên. Việc này sẽ tạo ra 4 giải băng dính nhỏ hơn thay vì một giải lớn và sẽ dễ dàng để dán hơn nhiều. Nếu bạn bước vào toilet công cộng và nhìn thấy một cái cốc màu đỏ đặt dưới bệ ngồi, tốt hơn là nên chọn bồn khác
Vì như vậy, có nghĩa là không có giấy vệ sinh trong buồng này. Chiếc cốc màu đỏ là vật thay thế thông thường cho hộp đựng giấy vệ sinh. Nó cũng được đặt dưới ghế vì lý do tương tự. Nói đến toilet, hầu như trong toilet công cộng nào cũng có một khoảng hở lớn giữa sàn và cửa. Lý do cho vấn đề không riêng tư này đúng là để giảm thiểu mức độ riêng tư và thoải mái, để mọi người không ngồi trong đó quá lâu mà không ai phải xếp hàng. Việc vệ sinh cũng dễ dàng hơn và sẽ an toàn hơn nếu có trường hợp khẩn cấp xảy ra. Bạn quên để đồ uống vào trong tủ lạnh sao? Hãy quấn khăn giấy ướt xung quanh rồi cho vào ngăn đá tủ lạnh. Chỉ trong 15 phút, đồ uống của bạn sẽ lạnh như đá. Thay vì bỏ đầy thẻ khách hàng thân thiết vào ví, bạn có thể chụp ảnh chúng. Chỉ cần chụp nhanh mã vạch cũng như hình ảnh mặt trước để bạn biết được đó là thẻ nào thôi. Sau đó, khi bạn ghé cửa hàng, chỉ cần quét mã vạch trên điện thoại để tích điểm. Nếu bạn đang sử dụng điện thoại để xem gì đó và cảm thấy mệt mỏi với việc cầm điện thoại lên và nó lại rơi xuống, hãy thử sử dụng kính râm. Rất đơn giản, chỉ cần để nó ngược lại và sử dụng phần xung quanh tai để giữ điện thoại ở đúng vị trí thôi. Nếu lần tới đi siêu thị mà không có đồng xu với kích thước chính xác để bỏ vào xe hàng, bạn có thể sử dụng chìa khóa của mình để thay thế. Nếu có chìa khóa với phần đầu hình tròn, bạn có thể cắm nó vào chỗ đồng xu và xe hàng sẽ mở khóa. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc giữ cố định vỏ bánh taco, hãy sử dụng khay bánh muffin. Lật ngược nó lại, xịt dầu lên đó và đặt bánh tortilla vào khoảng trống. Nướng trong khoảng 10 phút ở nhiệt độ 370 độ C để có vỏ taco giòn hoàn hảo nhé. Bạn có thể dùng chai nước để tách lòng đỏ trứng. Để chai phía trên lòng đỏ và bóp chai để hút nó lên. Để trứng vào một cái bát riêng và thế là bạn đã sẵn sàng rồi đó. Lần tới khi bạn loay hoay với việc vệ sinh quạt trần, hãy sử dụng một chiếc áo gối. Luồn áo gối qua từng cánh quạt để lau sạch bụi. Bằng cách này, bụi sẽ bám vào bên trong áo gối và sẽ không rơi xuống người bạn. Để vệ sinh máy xay sinh tố đúng cách, hãy đổ đầy xà phòng và nước nóng vào máy. Cho máy quay khoảng 10 giây và để nước xoáy thực hiện công việc khó khăn này. Sau đó, chỉ cần rửa sạch lại là được. Hãy dán một miếng băng keo trước khi đóng đinh vào tường thạch cao. Băng keo sẽ ngăn không cho lớp sơn bị bong chóc và bụi sẽ không bay khắp sàn. Nếu giày của bạn có mùi, hãy cho một vài túi trà khô vào trong đó. Túi trà sẽ hút hết mùi mồ hôi. Hãy thử dùng kem đánh răng để loại bỏ các vết xước nhỏ trên đồ đạc. Xoa một lượng nhỏ bằng hạt đậu lên vết xước theo vòng tròn cho đến khi vết xước biến mất. Sau đó, dùng khăn ẩm lau sạch và thế là xong rồi đấy. Hãy khoan vài lỗ nhỏ ở đáy thùng rác để ngăn túi bị kẹt khi bạn kéo lên. Các lỗ nhỏ này sẽ ngăn hiệu ứng, giống như chân không giữ túi ở phía dưới. Bạn có thể dễ dàng loại bỏ cặn kính trong lọ bằng cách sử dụng dầu ăn. Nhúng một miếng bông vào một ít dầu, sau đó xoa lên chỗ bị dính. Để yên trong vòng vài phút và sau đó bạn sẽ lau được rất dễ dàng. Bạn có thể dùng dầu xả tóc để giúp cho áo len mới bớt ngứa hơn. Chỉ cần ngâm áo trong nước ấm với một vài thìa dầu xả và để yên như vậy trong khoảng 15 phút. Sau đó phơi khô là áo len của bạn sẽ trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Mùi mồ hôi trên ngón tay có thể được loại bỏ bằng một số loại kem đánh răng có vị bạc hà. Chà tay với kem đánh răng, sau đó rửa sạch, nó sẽ giúp loại bỏ mùi mồ hôi và còn có tác dụng như một chất tẩy tế bào chết nhẹ. Trước khi quyết định vứt bỏ đôi giày thể thao cũ, hãy chuẩn bị một chiếc bàn chải cũ và một ít kem đánh răng nhé. Thoa kem lên vết bẩn và để trong ít nhất 10 phút. Lau sạch bằng khăn ấm và làm lại nếu lần đầu không sạch. Nhưng hãy cẩn thận với kem đánh răng có màu, vì nó có thể để lại vết ố đấy. Giặt quần áo ở nhiệt độ thấp hoặc thậm chí tốt hơn là giặt lạnh. Làm vậy sẽ giúp quần áo bền hơn gấp đôi. Phơi khô trên dây nếu có thể, vì như vậy cũng sẽ giúp chất liệu có tuổi thọ cao hơn so với việc sử dụng máy sấy. Khóa kéo kim loại rất bền nhưng dễ kẹt hơn các loại khóa kéo khác. Chỉ cần nhẹ nhàng chà xà phòng lên răng ở cả hai mặt của khóa kéo. Phần thừa sẽ giúp bôi trơn khóa, giúp việc đóng mở trở nên dễ dàng hơn. Khi bạn không thể bóp kem đánh răng ra khỏi tuýp được nữa, chỉ cần cắt bỏ phần đuôi của nó. Việc này sẽ giúp bạn lấy được kem còn sót lại bên trong, dù hơi khó khăn. Nếu còn đủ cho nhiều hơn một lần sử dụng, hãy cho vào túi ni lông để dùng sau. Làm đông nến trước khi sử dụng, như vậy chúng sẽ cháy chậm hơn rất nhiều.
cách này sẽ làm sáp nguội ngay lập tức và kéo dài thời gian chảy. Gói bông tẩy trang có những sợi dây ở đó để chúng ta có thể treo nó lên móc hoặc giá. Và bạn không cần phải mở và thắt gói lại. Hãy nhìn chỗ dưới cùng của bao bì, nó có một đường đục lỗ. Xé dọc theo đường đó và bây giờ bạn có thể rút một miếng bông ra. Nếu bạn đã từng nếm thử Card Trick của Nintendo, bạn có thể xác nhận rằng vâng, nó có vị khó chịu và để lại hậu vị chua đắng trong miệng bạn. Chúng được bao phủ bởi Denatonium Benzoate, một trong những mùi vị kinh khủng nhất từng được biết đến. Thật ra, chất này ở đây để thực hiện một chức năng ẩn, nó ngăn mọi người nuốt Card Trick. Được rồi, tựa đầu trong ô tô là để thoải mái và tựa đầu có thể tháo rời nhằm mục đích an toàn. Nếu bạn kéo miếng tựa đầu ra khỏi ghế, bạn sẽ thấy hai thanh dài khá cứng cáp. Nếu bị khóa hoặc bị mắc kẹt trong ô tô, bạn có thể sử dụng hai thanh này để đập vỡ cửa sổ. Rìa gồ ghề trên đồng xu không chỉ liên quan đến thiết kế đâu. Các đồng xu từng được làm bằng kim loại quý để thể hiện giá trị thực của chúng. Người ta sẽ cạo bỏ phần rìa, sử dụng các đồng xu đã cạo với cùng giá trị và nung chảy rìa thành đồng xu mới. Để tránh việc này, những người thợ đúc đã làm cho nó gồ ghề để mọi người có thể biết liệu đồng xu đó đã bị cắt mất trước đó hay không. Tấm lưới màu đen trên lò vi sóng không chỉ là để trang trí cho đẹp, nó được gọi là màn chắn Faraday, giúp ngăn vi sóng thoát ra khỏi lò, đồng thời tăng tốc độ làm nóng. Vì vậy, bạn có thể thưởng thức thức ăn thừa ngày hôm qua nhanh hơn. Trên can Jerry có 3 tay cầm để giúp hai người mang nó dễ dàng hơn và phân phối nhiên liệu đồng đều. Các can xăng thường có một lỗ thứ hai, nó cũng cần được mở ra trước khi đổ xăng. Luồng không khí sẽ ngăn không cho xăng tràn ra ngoài, do đó không bị lãng phí. Vậy là bạn quyết định mua quần áo thuộc thương hiệu nổi tiếng từ người bán lại. Giá thì hời, nhưng có gì đó không ổn lắm. Hãy kiểm tra đường may. Tuy không rõ ràng, nhưng đó là dấu hiệu mấu chốt để nhận biết hàng giả. Với hàng thật, đường may sẽ thẳng, gọn và ôm sát vào vải. Chỉ may trên tất cả các đường may phải đồng màu. Hàng giả sẽ có ít đường may hơn vì như vậy sẽ giúp giảm chi phí nguyên liệu sản xuất. Đường may cũng sẽ không thẳng thớm. Hãy nghiên cứu logo trên mọi món hàng thật kỹ nhé! Với hàng nhái, logo thường không đúng tỷ lệ như hàng thật. Góc và đường nghiêng có thể sẽ khác nên bạn cần kiểm tra xem logo ở trên trang web chính thức trông như thế nào. Nhiều thương hiệu cao cấp ép trực tiếp logo của họ lên sản phẩm hoặc sử dụng logo bằng kim loại hoặc da. Trên những món hàng hiệu thật, logo lúc nào cũng hoàn hảo, tên công ty không bị thiếu chi tiết nào và không mắc lỗi chính tả. Trang phục cũng tuyệt đối không có bất cứ lỗi văn bản nào, chứ không chỉ logo. Vải của sản phẩm thật sẽ không bị sổ chỉ hay rách. Nó sẽ không phai màu hoặc nhả màu. Nếu mặt hàng được làm từ da thì nó nên mang đến cho bạn cảm giác nặng tay. Nếu chất liệu là cotton thì hãy thử bóp vải trong lòng bàn tay vài giây. Nếu vải nhăn lại như tờ giấy nhàu thì rất có thể nhà sản xuất đã xử lý nó bằng một chất đặc biệt để giữ dáng. Sau lần giặt đầu tiên, nhìn nó sẽ rất kinh khủng. Hãy kéo mạnh phần co giãn trên váy hoặc chân váy rồi thả ra. Một món hàng chất lượng cao sẽ không bị mất dáng sau khi kéo. Với hàng thật, hoa văn trên vải sẽ luôn khớp với nhau và khóa kéo sẽ đi kèm với dây kéo. Loại khóa kéo này đáng tin cậy và bền nhất, không giống như khóa kéo mở bằng nhựa, thường bị gãy. Tất cả khóa kéo trên váy liền, chân váy và bất cứ kiểu quần áo nào khác đều phải có cùng chiều dài và màu sắc. Cúc phải được đính chắc và không có chỉ thừa. Khuyết áo phải được khâu chìm thật gọn và được cắt đều. Hãy nhẹ nhàng kéo đường may ghép sang hai bên. Nếu bạn nhìn thấy có khoảng trống thì đó chắc chắn không phải là một mặt hàng chất lượng cao. Nếu màu trên tay cầm, dây kéo hoặc cúc có vẻ phai hoặc để lại vết trên các nếp gấp thì đó là dấu hiệu của một sản phẩm chất lượng thấp mà các thương hiệu chính hãng sẽ không bao giờ sản xuất. Hàng hiệu không bao giờ nằm trong các bao bì có chất lượng thấp. Món đồ sang chảnh sắp về tay bạn phải được đóng gói trong túi dây rút bằng vải và giấy lụa chính hãng. Nếu bạn mua sắm online mà người bán hàng không gửi ảnh cận cảnh chụp lại chi tiết cho bạn kiểm tra thì hẳn họ đang che giấu điều gì đó. Các nhà sản xuất quần jean giả phần lớn chỉ quan tâm đến việc đạo nhái hình dáng và sẽ sản xuất đồ với giá thành rẻ nhất có thể.
vì họ sử dụng chất liệu kém chất lượng nên quần jean sẽ cho cảm giác nhẹ và mỏng hơn. Màu của quần cũng sẽ lạ hoặc bị nhả. Đối với hàng thật, nhãn bên trong nhằm cho biết kích thước và kiểu dáng của quần jean phải có các đường may nhỏ và các mũi khâu nằm sát nhau. Đường may siêu nhỏ này là một thiết bị bảo đảm, nó khiến cho quá trình sản xuất đắt đỏ hơn. Nhãn giả sẽ có đường may dài hơn và các mũi khâu nằm cách xa, nhìn không gọn gàng. Trên hàng nhái, khóa kéo và nhãn ít khi được dập logo nên nhìn chúng có vẻ chung chung. Đinh tán cũng thế đấy, đinh tán trên quần thật phải mang logo hoặc tên nhà sản xuất. Các đường may bên trong được làm ngắn hơn để tiết kiệm chi phí dệt may. Ở mặt sau của hàng nhái quần jean thiết kế, miếng da có nhãn hiệu chỉ là một mảnh, tấm bìa cứng, cực rẻ và hàng nhái sẽ có ít nhãn mác hơn hàng thật. Miếng da ở mặt sau quần jean chính hãng không bị phai màu hoặc khô lại. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể kiểm tra dấu hiệu này sau khi đã giặt quần nhiều lần hoặc nếu bạn mua quần second hand. Điều đầu tiên cần kiểm tra khi mua sắm giày thể thao hàng hiệu là hộp đựng. Hộp phải nguyên vẹn, giày thể thao hàng thật sẽ không có bất cứ vết keo nào có thể nhìn thấy được ở hai bên giày. Phông chữ trên miếng lót giày phải phù hợp với kích thước của giày, còn trên giày giả, chữ sẽ lớn hơn và nhìn không được tự nhiên. Nhãn kích thước luôn được dán lên miếng lót và không được lệch. Phần tại miệng giày, phía trên gót hay heel tab không được nham nhở. Tên thương hiệu ở mặt sau của giày phải được căn giữa thật hoàn hảo. Tất cả các chữ cái sẽ có cùng kích thước và độ cao. Da thật trên hàng chính hãng sẽ cho cảm giác mềm mại và thoải mái hơn khi sử dụng. Người ta dùng cao su chất lượng tốt ở hàng thật, nên các miếng đệm giữa của đế sẽ không bị oxy hóa và đổi màu. Giày thể thao của các thương hiệu nổi tiếng sẽ đối xứng hoàn hảo về mọi mặt. Bạn có thể nhận ra một số đôi bốt thiết kế nhờ số lượng và hình dạng lỗ sỏ giày, cũng như sự tương phản hay hài hòa về màu sắc của các đường may. Đường may phải song song với nhau và được gia công một cách chuyên nghiệp. Khi mua túi hàng hiệu, bạn nên xem kỹ logo. Hãy kiểm tra kích thước của logo và quan sát xem miếng dập logo có rõ ràng và đúng chính tả không. Nhãn bên trong sẽ cho bạn biết quốc gia sản xuất. Nếu nó viết Pháp hoặc Ý thì khả năng đây là giả sẽ thấp hơn. Đa số các thương hiệu cao cấp sẽ gắn thêm thẻ xác thực và đánh dấu túi bằng nhiều số series khác nhau. Hãy tìm hiểu trên mạng để xem túi thật mà bạn muốn mua trông ra sao. Họ không in tên lên mọi mẫu đâu, nên hãy kiểm tra xem liệu món đồ bạn muốn mua có in tên hay không. Các mặt hàng cao cấp hầu như không bao giờ được bán giảm giá, mà dù cho có giảm thật thì cũng không bao giờ là giá bán hàng tồn, nên đừng để bị lừa nhé. Nếu chiếc túi trong mơ của bạn là bằng da thật thì hãy chắc chắn nó mang đến cảm giác và mùi hương của da. Nếu da quá mịn và đều thì khả năng cao đó là giả. Da thật có kết cấu hơi không đồng đều và hàng thật không được sơn phủ bóng loáng, đó là một dấu hiệu khác của đồ nhái. Hãy đếm và đảm bảo các túi nhỏ nằm ở vị trí chính xác. Túi giả thường được làm lại từ hình ảnh nên màu đường viền có thể bị sai tông. Màu đường viền phải trùng màu với màu túi. Phần cứng phải chắc chắn và không được nứt. Các đường may phải hết sức đồng đều. Các nhà thiết kế sẽ không bao giờ để lại những sợi chỉ lỏng lẻo hoặc đường may cầu thả nhằm giảm giá thành sản xuất đâu. Một chiếc đồng hồ cao cấp làm từ chất liệu chất lượng hàng đầu, không thể quá nhẹ. Đồng hồ chính hãng sẽ luôn sở hữu những chuyển động tốt hơn đồng hồ giả. Khác với đồng hồ giả, phần máy của đồng hồ thật phải êm ái và bạn sẽ không nghe thấy âm thanh tích tắc lớn. Dây đồng hồ có mùi hôi, màu không đồng đều, bị chảy xước là một số dấu hiệu khác cho biết sản phẩm giả đối với cả các thương hiệu phổ biến tầm trung và cao cấp. Hãy kiểm tra mặt sau của món phụ kiện mà bạn mới mua. Nó phải chứa các thông tin cơ bản như logo có tên thương hiệu không bị lỗi chính tả, chất liệu của hộp đựng đồng hồ thường là thép và thông tin về quốc gia sản xuất phần máy đồng hồ. Hình khắc phải sắc nét và rõ ràng. Kính thiết kế chính hãng sẽ luôn có logo của nhà thiết kế, thông tin nhà sản xuất và mã vạch hoặc mã series trên hộp bán lẻ. Kính cũng được đựng trong hộp chất lượng cao, có chữ cái rõ ràng và cách đều nhau. Bạn có thể tìm hiểu trên mạng và xem cặp kính trong mơ của mình được đóng gói ra sao. Trong kính của kính râm thiết kế luôn có cấu tạo từ vật liệu chất lượng cao và đa số được khắc tên thương hiệu hoặc tên viết tắt. Nếu bạn lỡ cào lên logo và nó dễ dàng bong ra thì đó là hàng giả. Mắt kính thật có khung bằng nhựa, không được quá nhẹ,
còn khung bằng thép không gỉ thì không được quá nặng. Khi bạn thử di chuyển bản lề, nó phải cho cảm giác không quá cứng hoặc quá lỏng. Bản lề sẽ được gấp lại nhờ khuôn và vít chất lượng cao. Khi mua khăn quàng cashmere, hãy cầm nó dưới đèn và xem xét kiểu dệt. Nếu đường dệt không đều thì khả năng cao đó là hàng thật, được dệt thủ công. Chỉ máy móc mới có thể tạo ra các kiểu dệt đều đặn mà thôi. Nếu vải quá sáng bóng thì hẳn nó có trộn sợi tổng hợp hoặc những loại sợi ngẫu nhiên. Hãy thử quàng khăn vào cổ nào. Sản phẩm thật sẽ cho cảm giác mềm mại, mịn màng và tinh tế vì pashmina chính hãng không gây dị ứng. Khi cầm trên tay, vải cũng cho cảm giác ấm. Nếu bạn đang sở hữu một chiếc khăn cashmere và nghi ngờ nó không phải là hàng thật thì hãy kiểm tra xem nó có xù lông không. Qua thời gian, hàng thật sẽ xù lông. Bất cứ loại sợi tự nhiên nào khác đều như thế. Nếu khăn của bạn không xù lông thì có thể nó chứa ni lông hoặc lụa. Nước hoa chính hãng có một lớp giấy bóng kính dày, được gói vô cùng cẩn thận và dính chặt vào hộp. Bạn sẽ không thấy các đường nối rộng, không đồng đều hoặc keo thừa trên đó. Họ làm bao bì thật cho nước hoa từ giấy bìa trắng chất lượng cao. Hãy xem trên trang web của nhà sản xuất và so sánh thông tin được cung cấp tại đó với thông tin trên nhãn mác bao bì. Bất cứ thông tin không khớp nào cũng là dấu hiệu cho thấy bạn đang nhìn một mặt hàng giả mạo. Các thương hiệu nổi tiếng không dùng nhiều thuốc nhuộm trong sản phẩm của họ nên nước hoa chính hãng thường có màu nhạt. Nước hoa luôn được đựng trong chai chất lượng cao với bề mặt mịn và đều, không như chai hàng nhái, chúng hơi thô và có đường viền. Ái chà, laptop của bạn bay ra ngoài cửa sổ rồi. Theo sau là một cái khung chứa bức ảnh từ kỳ nghỉ lần trước của cả hai. Bạn đóng sầm cửa chính và chạy nhanh nhất có thể. Từ từ đã nào, bạn có cơ hội quay lại 30 phút trước đó và ngăn chặn tất cả những chuyện này. Nếu bạn muốn giải quyết mâu thuẫn với nửa kia, đừng dùng những tính từ có thể khiến lời nói nghe như đang chỉ trích. Thay vì nói tốt hay xấu thì hãy chọn thích, không thích hoặc giải thích lý do. Câu nói em anh không thích món đó vì nó chưa đủ cay không mang đến cảm giác như thể bạn đang mù quáng đánh giá nửa kia. Nhưng món đó dở ẹc thì sẽ cay đắng lắm đấy. Thay vì trả lời đúng hay sai, hãy nói rằng bạn đồng ý, không đồng ý hoặc là giải thích. Hãy bỏ qua cấu trúc sự thật là và đi vào thẳng vấn đề chính. Tương tự với các câu nói về hiện thực, trên thực tế, ăn xong thì phải biết dọn. Rõ ràng là một câu phê phán chỉ trích. Giúp anh em rửa bát nhé là một cách nhờ vả thân thiện. Đừng nói đi nói lại một việc. Khi bạn cứ nhai mãi một điều mà hai người đã thảo luận rồi, thì người kia sẽ chỉ thấy bực bội mà thôi. Mấy lời sáo rỗng như chẳng hạn, em, anh biết đấy, cũng đưa cuộc hội thoại vào ngõ cụt. Hãy luôn bắt đầu với đại từ em, anh. Điều này cho thấy bạn sẵn sàng chịu trách nhiệm với cảm xúc và suy nghĩ của mình. Thay vì nói, anh chẳng bao giờ lắng nghe em, hãy nói, hình như anh đang không lắng nghe em thì phải. Nửa kia sẽ đỡ, xù lông nhím. Bạn đang cho họ thấy góc nhìn của bạn chứ không khẳng định họ hoàn toàn có lỗi. Cảm xúc của bạn, bao gồm sự giận dữ, thường gắn liền với nơi mà nó sinh ra. Nếu bạn bắt đầu cãi cọ trong bếp thì hãy dắt nhau ra khỏi đó. Đôi khi chỉ cần thay đổi môi trường thôi là các bạn đã có thể bình tĩnh hơn, nhìn ra vấn đề và giúp bạn chuẩn bị cho một cuộc nói chuyện mang tính xây dựng. Khi bạn nói quá nhỏ nhẹ, quá lớn tiếng, quá nhanh hay quá chậm, đối phương có xu hướng ít lắng nghe bạn hơn. Điều tương tự cũng xảy ra khi bạn liên tục lên giọng ở cuối câu hoặc liên kết quá nhiều suy nghĩ bằng vô số những chữ và. Các câu nói dài miên man sẽ chỉ khiến người kia không muốn nghe thêm mà thôi. Hãy trò chuyện cạnh nhau, chứ đừng mặt đối mặt. Khi bạn đang xúc động và ngồi hoặc đứng đối diện với nửa kia, có thể bạn sẽ cảm thấy như vấn đề nằm ở phía họ. Hãy cùng nhau làm gì đó, ví dụ như dắt chó đi dạo, dọn dẹp hoặc đạp xe. Như vậy cuộc nói chuyện sẽ dễ dàng hơn. Một khi mọi thứ đã bớt căng thẳng, hai bạn có thể đối mặt với nhau. Đừng dùng những câu hỏi tu từ để đạt được mục đích. Chúng chỉ khiến mọi thứ căng thẳng hơn và chẳng khác gì những lời đe dọa suông. Sao lúc nào em cũng hét vào mặt anh? Nghe thật tức giận, nhưng câu nói anh thấy buồn khi em hét vào mặt anh, em đừng làm thế nữa được không? Trực tiếp cho thấy bạn mong chờ gì đó ở đối phương. Khi các bạn thảo luận về một vấn đề, đừng nói không bao giờ hoặc luôn luôn. Khi bạn nói những lời kiểu anh chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của em, nửa kia sẽ chuyển sang trạng thái phòng thủ và nhớ lại những lần họ quan tâm đến bạn. Họ cũng có thể nhắc đến những tình huống cho thấy bạn không quan tâm đến cảm xúc của họ để bào chữa. Vì vậy, hãy nói
Hôm qua em đã rất cần sự ủng hộ của anh, em đã buồn lắm đấy. Hãy tạm dừng cuộc trò chuyện cho đến khi bạn kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Nếu bạn đói, tức giận, cô đơn hoặc mệt mỏi, bạn sẽ không thể xử lý các tình huống căng thẳng một cách hiệu quả. Chẳng hạn như những trận xung đột. Trước tiên, hãy đáp ứng một trong các nhu cầu cơ bản của bản thân. Ăn uống, nghe nhạc êm dịu, gọi cho một người bạn, tắm bồn thư giãn hoặc dắt chó đi dạo. Bạn cũng có thể thử phương pháp hít thở sâu 4, 7, 8 để trấn tĩnh. Hít vào bằng mũi trong 4 nhịp đếm, giữ nguyên trong 7 nhịp đếm. Sau đó thở ra bằng miệng trong 8 nhịp đếm. Hãy hỏi đối phương trước xem họ có sẵn sàng nói chuyện nghiêm túc hay không. Có thể họ đang có quá nhiều suy nghĩ chiếm lấy đầu óc hoặc cảm thấy mệt mỏi hay căng thẳng. Nếu họ nói không thể nói chuyện bây giờ, hãy tôn trọng điều đó và chờ đến khi họ sẵn sàng. Hãy nói những câu đơn giản như em, anh, hiểu rồi hoặc em, anh, đồng ý. Rất hiệu quả đó nha, và nó lại còn khiến nửa kia nhận ra rằng bạn quan tâm và không ghét bỏ họ. Cả hai nên chống lại vấn đề mà các bạn có thể cùng nhau giải quyết. Hãy tập trung vào một vấn đề duy nhất nếu bạn muốn giải quyết nó. Khi bạn phàn nàn về quá nhiều thứ, hiệu ứng bồn rửa chén sẽ xảy ra. Cái bồn rửa đã đầy những điều rắc rối và càng nhồi thêm, bạn sẽ càng khó xử lý hoàn toàn bất kỳ rắc rối nào trong số đó. Nếu bạn bắt đầu nói với giọng giáo huấn, đừng ngạc nhiên khi đối phương không muốn lắng nghe. Bạn không phải là ông chủ hay giáo viên của họ, và giọng điệu đó chỉ làm tăng thêm sự phẫn uất. Bạn sẽ thấy rằng mình bị phớt lờ và mọi chuyện sẽ chỉ tồi tệ hơn thôi. Vì vậy, hãy đặt câu hỏi và để đối phương trả lời. Sau đó, bày tỏ ý kiến nhưng đừng tỏ ra hách dịch. Hãy đưa ra thông tin thay vì lời khuyên. Dù cho họ xin lời khuyên từ bạn, người ta thường đạt được kết quả tốt nếu yêu thích công việc của mình. Câu này giúp người kia có thể tự đưa ra quyết định rằng họ có nên đi tìm công việc khác hay không. Hãy từ bỏ công việc nếu bạn quá ghét nó. Nghe giống như thể bạn đang đưa ra một mệnh lệnh mà họ sẽ không muốn làm theo, dù điều đó hoàn toàn hợp lý. Tập trung vào hành vi chứ không phải con người. Nếu bạn nói nửa kia của mình sống bầy hầy thì bạn đang xúc phạm họ. Họ sẽ đáp lại bằng một câu nói xúc phạm. Thế là chuyện bé xé ra to. Nếu bạn yêu cầu họ cẩn thận hơn và đừng vứt đồ bẩn khắp nhà thì khả năng cao là họ sẽ sẵn lòng làm theo. Đừng nói hay hành xử như một người ái kỷ. Thay vì nói, anh đây biết tuốt, không phải bàn bạc gì nữa. Hãy học cách chấp nhận rằng người kia có quan điểm riêng đáng để lắng nghe. Hãy yêu cầu những người khác chứ không chỉ người yêu của bạn lên tiếng nếu họ nhận thấy bất kỳ xu hướng ái kỷ nào ở bạn, và rồi cố gắng cải thiện điều đó. Đừng vội kết luận và đoán xem đối phương muốn nói hoặc làm gì. Chơi trò thám tử rất có hại cho mối quan hệ. Thậm chí, nó còn có thể khiến sức khỏe tinh thần của bạn tệ đi. Có thể bạn sẽ tự động kết luận rằng mọi tình huống không chắc chắn sẽ có kết cục tồi tệ và người khác đang làm tổn thương bạn. Để ngừng làm thế, hãy xem cách người ta đưa ra những kết luận sai lầm trên TV. Ngoài ra, bạn cũng nên nhớ lại những chuyện diễn ra không như mong đợi của chính mình. Hãy tìm ra những điểm chung nho nhỏ dù hai bạn có quan điểm khác xa nhau lúc tranh luận. Khi bạn nói, ừ, anh nói đúng, người kia sẽ cảm thấy như được lắng nghe và đồng tình. Đó là điểm khởi đầu tích cực đối với một cuộc đối thoại. Đây cũng là một trong những chiến lược hiệu quả được sử dụng trong việc bán hàng, nhằm tìm ra giải pháp cho một vị khách khó chịu. Một lời khen bất chợt cũng có tác dụng không kém. Đừng để giọng nói trong đầu bạn ảnh hưởng lên tình huống hiện tại. Nếu bạn từng trải qua một mối quan hệ tiêu cực trong quá khứ, thì giọng nói đó có thể bảo bạn rằng mọi thứ sẽ diễn ra theo cách tương tự. Nó ảnh hưởng lên cách bạn nghĩ về đối phương và bóp méo lời nói của họ cho giống với những ký ức cũ của bạn. Từ đó, câu nói đơn giản như em không giúp anh dọn cơm sẽ trở thành em chẳng làm gì nhiều cho mối quan hệ này. Đừng bao giờ tìm đồng minh, ví dụ như ý kiến ủng hộ hoặc những lời nói nhằm so sánh nửa kia của bạn với họ. Đây là công cụ của trò chơi đổ lỗi. Hành động đổ lỗi luôn xoay quanh việc bạn nói đúng rồi chiến thắng trong cuộc xung đột hoặc bạn sai và thua. Khi nửa kia thấy bạn được người khác ủng hộ, họ sẽ nghĩ rằng mình là một kẻ thất bại. Điều này chẳng giúp mối quan hệ của bạn hạnh phúc hơn đâu. Hãy viết về cuộc cãi vã, mô tả cảm xúc và suy nghĩ của bạn thật chi tiết. Viết nhật ký là một cách hữu hiệu để giảm bớt căng thẳng. Quá trình viết lách sẽ kích hoạt não trái. Đây là phần não thiên về phân tích và lý trí. Nó cũng giúp não phải bình tĩnh một chút. Nhờ đó mà bạn hiểu rõ hơn về bản thân và những người khác.
Bạn cũng có thể viết một bức thư cho người kia và giải thích mọi điều bạn không thể nói ra trong cuộc cãi vã. Nếu cứ liên tục cãi vã vì những vấn đề giống nhau, thì có lẽ hai bạn có sự khác biệt lớn về giá trị cốt lõi và niềm tin. Hãy hỏi nửa kia về điều đó. Có lẽ cha mẹ đã dạy bạn một cách tiếp cận khác đối với tình yêu, các mối quan hệ, những vị trí trong gia đình hoặc tiền bạc. Bạn không thể thay đổi các giá trị cơ bản của một người, nhưng bạn có thể thấu hiểu sự khác biệt và như thế, những cuộc xung đột sẽ bớt khó chịu. Đôi khi, các bạn sẽ chẳng thể tìm được cách xử lý mà cả hai đều hài lòng. Trong trường hợp đó, cặp đôi phải học cách ngừng tranh cãi và từ bỏ nhu cầu làm người đúng trong mối quan hệ. Hãy chấp nhận rằng giải pháp duy nhất là tiến về phía trước và các bạn không cần có cùng một tư tưởng đối với mọi chuyện trừ khi đó là một số giá trị cơ bản. Hãy ăn mừng sau mỗi lần hai bạn cùng nhau vượt qua một trận chiến. Đi chơi, xem một bộ phim hoặc đơn giản là cười thật to. Hãy xem xung đột là cơ hội để hiểu nhau hơn và đừng cố lảng tránh nó. Lần sau, nếu bạn cảm thấy cả hai sắp cãi nhau thì hãy nghĩ về giải pháp bạn ưu tiên hàng đầu. Đối phương sẽ không thể giúp bạn khiến mọi chuyện tốt đẹp lên nếu bạn chẳng biết điều gì thích hợp với bản thân. Và đừng bao giờ yêu cầu họ làm những điều mà bản thân bạn còn chưa sẵn sàng làm nhé. Điều đầu tiên có thể nói lên gì đó về một người là cách họ bước đi. Những người đi nhanh và tự tin ngẩng cao đầu là những người tập trung và giỏi giải quyết vấn đề. Nếu họ ngẩng cao đầu, ưỡn vai và ngực về phía trước thì họ là người hòa đồng. Những người này thích có người bên cạnh và muốn được coi trọng. Họ cũng dễ buồn chán và thích thử thách. Nếu một người đi với tốc độ trung bình và trong thư thái thì họ đang cảm thấy thư giãn. Họ bình tĩnh và thường để ý đến người khác hơn là bản thân mình. Họ cũng dễ bị ảnh hưởng. Những người đi với tốc độ trung bình nhưng sải bước tự tin là người rất hợp tác và giỏi lắng nghe. Họ trung thành và hơi phụ thuộc vào người khác. Những người đi chậm, cúi đầu thường là người hướng nội và nhút nhát. Nếu họ khoanh tay thì có lẽ họ là người dễ bị tổn thương và thích ở một mình. Vậy nên đây là một mẹo nhỏ. Nếu bạn muốn tỏ ra tự tin khi bước vào một nơi nào đó, đặc biệt nếu đó là một cuộc họp công ty quan trọng, hãy luôn để ý đến ngôn ngữ cơ thể. Để luôn đảm bảo không quên điều đó, bạn có thể áp dụng mẹo ô cửa. Dùng thứ gì đó, ví dụ như ô cửa, làm mỏ neo. Bất cứ khi nào bạn bước qua ô cửa, hãy nhắc nhở bản thân kiểm tra ngôn ngữ cơ thể mình. Chú ý xem bạn có đang đi thẳng, có ngẩng cao đầu và các chi tiết nhỏ khác. Làm như vậy mỗi khi bạn bước qua bất kỳ ô cửa nào. Sau đó, ô cửa sẽ trở thành yếu tố tự nhiên giúp bạn tự động sửa tư thế mỗi khi bước qua đó. Được rồi, quay lại chủ đề chính thôi. Chú ý đến cách ăn mặc của một người. Bạn hầu như sẽ không mặc thứ gì không phải là phong cách hay sở thích của mình, và những người khác cũng vậy. Những người ăn mặc xòe xòa thường dễ gần, coi trọng sự thoải mái, thích được là chính mình và không cảm thấy cần phải gây ấn tượng với bất kỳ ai. Những người mặc quần áo có hoa văn sặc sỡ thường sáng tạo và thích thể hiện bản thân qua cách ăn mặc. Những người thích mặc quần áo hàng hiệu rõ logo thích khoe mẽ và thể hiện địa vị. Những người mặc quần áo đi làm là những người nghiện công việc. Họ đánh giá bản thân chủ yếu thông qua việc làm và thành tích trong công việc. Những người có phong cách văn phòng và ăn mặc trang trọng là những người tinh tế, quyết đoán. Những người mặc quần áo thể thao thường tự tin. Những người mặc quần áo màu trung tính sống khép kín, không thích gây sự chú ý và không thích nổi bật. Ngay cả việc lựa chọn giày cũng có thể cho bạn biết điều gì đó. Trong một nghiên cứu, những người tham gia được cho xem những bức ảnh về đôi giày và họ phải mô tả tính cách của người sở hữu đôi giày đó. Thật ngạc nhiên khi các lời mô tả đều khá chính xác. Những người đi giày thoải mái là người có tính cách dễ chịu. Những người có giày mới hoặc trong tình trạng hoàn hảo thường phụ thuộc và hay lo lắng. Những người thích giày bốt cao đến mắt cá thường tự cao. Nếu là một người có túi xách, hãy chú ý đến cách họ đeo nó. Nếu túi ở đằng trước, sát người thì họ là người thận trọng và nhút nhát. Bây giờ hãy chuyển sang cách bắt tay. Đây không chỉ là một nghi thức xã hội mà còn là cách để bạn có ấn tượng đầu tiên về một người. Cái bắt tay chi phối là khi một người lật bàn tay của họ lại để nó ở trên bàn tay bạn, lòng bàn tay của họ hướng xuống. Đây là người thích chi phối và đang cố gắng thể hiện mình là chủ. Họ thích kiểm soát người khác, không thích xem ý kiến của bất kỳ ai và thậm chí đôi khi hơi tự cao. Cái bắt tay phục tùng thì ngược lại, lòng bàn tay của người đó hướng lên và bàn tay của họ nằm dưới bàn tay bạn. Như vậy có nghĩa là người đó không tự tin và bạn có thể dễ dàng chi phối họ nếu muốn. Một kiểu nữa là bắt tay nhẹ,
đó là khi một người không thực sự bắt tay bạn, mà chỉ từ phía bạn muốn bắt tay. Kiểu bắt tay này cho thấy sự yếu đuối và thờ ơ. Ngoài ra, còn có kiểu bắt tay bằng cả hai tay, đó là khi một người dùng cả hai tay của họ và thường đặt bàn tay thứ hai trên mu bàn tay của người kia. Kiểu bắt tay này cho biết người đó chấp nhận sự chi phối của người khác nhưng muốn họ thảo luận. Đây là điển hình cho những người trung thực và cởi mở, những người thích nói chuyện rõ ràng và thích đối thoại. Tuy nhiên, nếu bàn tay thứ hai không đặt trên mu bàn tay của đối phương mà đặt lên trên thì đó là một cách tự vệ và cho thấy sự thiếu tin tưởng. Một cách nữa là dùng bàn tay thứ hai chạm vào đối phương. Những người này bắt tay bạn nhưng cũng chạm vào lưng, cẳng tay hoặc bất cứ chỗ nào khác bằng bàn tay còn lại của họ. Điều này cho thấy người đó cần có người bên cạnh và thiếu giao tiếp trong cuộc sống. Bây giờ hãy nói đến cách giao tiếp bằng mắt. Trong khi đang nói chuyện với một người, hãy chú ý đến ánh mắt của họ. Những người luôn nhìn vào mắt bạn thường cởi mở. Họ quan tâm đến những gì bạn đang nói và chú ý đến bạn. Những người liên tục nhìn sang hướng khác thường khá lo lắng và không thoải mái, hoặc có thể là do ngại ngùng. Những người nhút nhát không thể giao tiếp bằng mắt lâu vì họ coi đó là hành vi xâm phạm. Nếu người đó chớp mắt nhiều lần, nghĩa là họ đang rất buồn. Nếu họ liếc mắt, họ đang nghi ngờ bạn và không tin tưởng bạn nhiều. Hãy chú ý đến cách người đó đối xử với những người làm nghề dịch vụ như nhân viên nhà hàng, khách sạn, bán lẻ và ăn uống. Nhân viên phục vụ phải thân thiện với khách hàng, nhưng khách hàng không nhất thiết phải đáp lại với thái độ tương tự. Trong trường hợp này, khách hàng ở vị trí có quyền cao hơn. Vậy nên, hãy chú ý đến cách họ cư xử khi có quyền lực đó. Họ chọn đối xử tốt hay thích đối xử tệ với người khác, những khi không bắt buộc phải là người tốt. Quyền lực tiết lộ tính cách thật của một người. Nếu người đó tỏ ra tốt với bạn nhưng lại thô lỗ với những người phục vụ trong nhà hàng, thì họ không đáng tin cậy. Nhìn chung, mức độ lịch sự của một người cũng cho thấy rõ cá tính của họ. Đúng vậy, nếu một người biết dùng những từ như làm ơn và cảm ơn, thì hẳn họ là người tốt, biết quan tâm và cảm thông, đồng thời tôn trọng người khác. Nếu họ cư xử thô lỗ với người khác, đặc biệt là với những người có địa vị xã hội thấp hơn, nghĩa là họ quá lạm quyền và đơn giản là thô lỗ. Điều thú vị là cách động vật phản ứng với một người cũng nói lên rất nhiều điều về tính cách của người đó. Động vật không đánh giá bất cứ ai dựa trên bề ngoài, cách suy nghĩ hoặc trình độ học vấn. Vì vậy, khó để đánh lừa chúng hơn. Động vật đưa ra cảm nhận dựa trên năng lượng, ngôn ngữ cơ thể và biểu cảm khuôn mặt của con người. Đây là những điều khó kiểm soát hơn. Một số người tin rằng động vật có giác quan thứ 6 và chúng có thể ngửi xem một người có tốt hay không. Vì vậy, nếu động vật thích một người thì đó hẳn là người tốt. Hãy để ý đến sở thích đọc của một người. Những người thích tác phẩm kinh điển thường là những người dễ đồng cảm và thích tìm hiểu kỹ người khác. Những người thích sách giả tưởng thường rất mơ mộng, thích thoát khỏi thực tế và đôi khi không thuộc về thế giới này. Những người thích tiểu thuyết lịch sử là người cầu toàn, chú ý cả đến những tiểu tiết. Còn những độc giả của thể loại kinh dị là những người thích phiêu lưu và luôn tìm kiếm thứ gì đó mạo hiểm. Những người luôn xem điện thoại có lẽ không ổn định về mặt cảm xúc. Đó là cách để họ vực dậy tâm trạng. Những người luôn tranh luận, ngay cả khi không có lý do chính đáng, là những người tự ái và chỉ để ý đến bản thân họ. Tuy nhiên, nếu người đó tranh luận nhưng có lý do và cẩn thận lựa chọn lý lẽ, thì đơn giản là họ thích một cuộc tranh luận tích cực. Nếu một người ăn nhanh, nghĩa là họ lo lắng nhiều, hoặc họ có vé xem phim và đến muộn. Ngoài ra, hãy để ý xem một người nhìn ở đâu khi họ đang cầm ly để uống. Những người nhìn bên trong ly là những người duy tâm, nội tâm, thường xuyên suy ngẫm về cảm xúc và cảm giác của mình. Những người nhìn bên ngoài ly thường hướng ngoại, vô tư và đáng tin, nhưng lại dễ bị ảnh hưởng. Một số người nhắm mắt khi uống. Điều này có nghĩa là họ không thoải mái hoặc đang chìm sâu trong suy nghĩ của riêng mình. Khi mọi người cạn ly, những người để ly cao hơn thường có lòng tự trọng cao và những người đặt ly thấp hơn nghĩ bản thân họ tệ hơn so với thực tế. Những người có trí thông minh cao thường có chữ viết cẩu thả. Vì vậy, nếu bạn không thể đọc được ghi chú của đồng nghiệp hoặc một người nào đó mà bạn mới gặp, cũng đừng đánh giá họ quá sớm. Có thể bạn vừa làm quen được với một thiên tài đấy. Bạn đang chạy trong một con hẻm tối để tìm tới quán cà phê mới mở, nơi bạn bè đang đợi. Bạn có thể nghe thấy đủ loại âm thanh đáng sợ và bí ẩn. Ôi, cái gì vậy? Một con quái vật vừa nhảy lên đầu bạn. Bạn chạy thật nhanh thêm vài giây nữa, cuối cùng rồi cũng đến nơi. Mọi người bắt đầu cười nhạo bạn,
Bạn hét lên là hãy gọi 911. Nhưng rồi bạn nhìn thấy có một con mèo đang ngồi trên đầu bạn qua cái gương. Trong trường hợp thực sự khẩn cấp, bạn có thể nhờ cậy iPhone bằng cách kích hoạt SOS khẩn cấp. Nó sẽ bật còi hú lớn để mọi người xung quanh biết rằng bạn đang gặp nạn hoặc để xua đuổi kẻ xấu. Nó tự động gọi cho các dịch vụ khẩn cấp trong khu vực để gửi cứu viện đến chỗ bạn. Và nếu bạn bật tính năng đó, nó cũng có thể gửi tin nhắn văn bản tự động đến một số trong danh bạ mà bạn đã chọn. Để sử dụng SOS khẩn cấp, bạn cần giữ đồng thời nút khóa và một trong hai nút âm lượng trong 5 giây. Bạn cũng có thể kích hoạt phương pháp bấm vào nút khóa màn hình 5 lần liên tiếp nhằm thực hiện SOS khẩn cấp trong cài đặt SOS khẩn cấp gọi bằng nút bên. Để tối đa hóa tính năng này, bạn có thể chỉ định các số liên lạc khẩn cấp và ứng dụng sức khỏe nhấp vào ảnh đại diện và chọn thông tin y tế trong menu mở ra. Nhấn vào chỉnh sửa, cuộn xuống danh bạ khẩn cấp và nhấn vào nút thêm. Bây giờ, bạn có thể chọn một hoặc nhiều người và nêu rõ mối quan hệ giữa họ và bạn. Sau khi hoàn thành, đừng quên nhấn nút xong để lưu tất cả các thay đổi nhé. Bây giờ, trong trường hợp gặp sự cố, iPhone của bạn sẽ nhắn cho các số liên lạc khẩn cấp đó để thông báo vị trí hiện tại của bạn và cho họ biết bạn đã kích hoạt SOS. Nếu bạn đang di chuyển, họ sẽ được cập nhật về điểm đến cuối cùng của bạn. Bạn cũng có thể điền vào tất cả các dữ liệu y tế trong trường hợp bị bất tỉnh và cần tới sự trợ giúp của người phản hồi đầu tiên. Nếu sử dụng điện thoại Android, bạn có thể kích hoạt chế độ khẩn cấp bằng cách giữ phím nguồn và nhấn vào chế độ khẩn cấp khi menu nguồn mở ra. Bạn cũng có thể bấm nhanh vào nút nguồn 3 lần liên tiếp. Bạn sẽ phải chọn ô đồng ý với các điều khoản và điều kiện của chế độ khẩn cấp. Tất nhiên rồi. Sau đó nhấn bật. Nếu điện thoại Android của bạn không có phím nguồn, bạn sẽ phải vuốt xuống để mở cài đặt nhanh rồi nhấn vào biểu tượng nguồn và chế độ khẩn cấp. Màn hình sẽ tối đi, còn các ứng dụng sẽ được hạn chế để giúp bạn tiết kiệm pin. Nó sẽ cho phép bạn sử dụng đèn pin, phát ra âm thanh báo động lớn, gửi đi vị trí của bạn và tất nhiên là thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp. Bạn có thể gọi từ màn hình khóa, chỉ cần vuốt lên và chọn cuộc gọi khẩn cấp để quay số là xong. Bạn sẽ thấy các số liên lạc khẩn cấp mà mình đã thêm ở đầu màn hình. Bạn có thể chỉ định tối đa 4 số liên lạc trong cài đặt, giới thiệu về điện thoại, thông tin khẩn cấp. Vị trí chính xác có thể khác nhau giữa các điện thoại. Việc điền tất cả các thông tin y tế trong phần này cũng hữu ích đấy. Nếu bạn phải sử dụng tính năng SOS, điện thoại của bạn sẽ chụp ảnh bằng camera trước và sau đó ghi lại âm thanh xung quanh. Dữ liệu này sẽ được gửi đến tất cả các số điện thoại khẩn cấp cùng với vị trí chính xác của bạn với thông báo "Tôi cần trợ giúp". Dù máy Android của bạn không có tín hiệu hoặc không hoạt động khi chưa cắm thẻ SIM, nó vẫn sẽ cho phép bạn gọi 911 bằng cách sử dụng tín hiệu từ nhà cung cấp dịch vụ khác. Khi không cần chế độ khẩn cấp nữa, bạn có thể nhấn vào dấu 3 chấm để mở tùy chọn khác và chọn tắt chế độ này. Nếu muốn biết chính xác mức độ mạnh yếu của tín hiệu, hãy tắt Wi-Fi và gọi số này. Nó sẽ khởi chạy công cụ kiểm tra vị trí. Trên các phiên bản iOS cũ hơn, điện thoại sẽ hiển thị một con số ở góc trên cùng bên trái màn hình. Nếu bạn đang dùng một phiên bản iOS mới hơn, nó sẽ mở ra menu chính có chứa thông tin thiết bị, nhấn LTE và sau đó chọn cung cấp cường độ di động. RSRP0 và RSPR1 là cường độ tín hiệu di động thể hiện bằng con số. Chúng chính xác hơn thanh tín hiệu và luôn là số âm. Số càng gần âm 50 thì càng mạnh, còn âm 130 là mức tệ nhất đấy. Trên Android, bạn có thể thấy tính năng này trong cài đặt, tùy chọn khác hoặc cài đặt khác. Mở giới thiệu về điện thoại, tìm mục mạng di động, sau đó nhấn cường độ tín hiệu. Nếu không thấy, hãy thử vào loại mạng hoặc trạng thái SIM. Đừng bao giờ tắt điện thoại trong trường hợp khẩn cấp, ngay cả khi sắp hết pin. Nếu bạn cứ để điện thoại bật, nó sẽ cho phép dịch vụ khẩn cấp liên hệ với bạn và tìm ra bạn bằng cách sử dụng dịch vụ GPS. Nếu bạn không muốn chuyển sang chế độ khẩn cấp vì lý do nào đó, nhưng muốn lâu hết pin hơn, hãy giảm độ sáng màn hình và cài đặt tắt màn hình sau khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Tắt rung, Wi-Fi, Bluetooth và chuyển vùng dữ liệu, đồng thời không chạy bất kỳ ứng dụng nào trừ những ứng dụng khẩn cấp. Tuy nhiên, đừng tắt ứng dụng nền. Việc này ngốn nhiều pin hơn là cứ để chúng chạy. Nếu bạn đi chơi với bạn bè hoặc đồng nghiệp và phải đi qua một khu vực không an toàn, bạn có thể theo dõi vị trí của mọi người trên WhatsApp bằng tính năng vị trí trực tiếp. Trước tiên, bạn cần cấp quyền theo dõi vị trí của bạn cho ứng dụng trong mục cài đặt, ứng dụng và thông báo, nâng cao, quyền ứng dụng, vị trí, rồi bật WhatsApp. Cách thức có thể khác nhau tùy điện thoại, nhưng về cơ bản là thế. Sau đó, mở cuộc trò chuyện và chọn đính kèm.
chọn vị trí và chia sẻ vị trí trực tiếp. Tại đây, bạn có thể chọn thời gian chia sẻ vị trí với những người tham gia cuộc trò chuyện cá nhân hoặc nhóm. Nhấn gửi. Bạn có thể ngừng chia sẻ bất cứ lúc nào. Bạn cũng có thể chia sẻ vị trí của mình ngay lập tức hoặc yêu cầu được biết về vị trí của người thân thông qua ứng dụng danh bạ đáng tin cậy của Google. Nếu sau một lúc bạn không trả lời yêu cầu của họ, dù họ đã biết bạn đang di chuyển, thì ứng dụng sẽ tự động gửi cho họ vị trí của bạn. Hãy tải xuống bản đồ ngoại tuyến khi đi du lịch hoặc đến một địa điểm mới nào đó trong thành phố. Chúng có thể giúp bạn trong trường hợp bạn đang ở một khu vực xa lạ và không có hoặc có nhưng tín hiệu lại kém. Hãy sử dụng mật khẩu thay vì mật mã 4 hoặc 6 chữ số trên iPhone của bạn. Bạn có thể đổi cho mục cài đặt Touch ID hoặc Face ID và mật mã. Thay đổi mật mã, nhập mật mã cũ, sau đó nhấn tùy chọn mật mã và mã kiểu chữ số tùy trình. Chọn kết hợp giữa chữ hoa, chữ thường, số và ký hiệu. Chọn vân tay thay vì nhận dạng khuôn mặt. Người ta có thể mở khóa điện thoại bằng một bức ảnh chất lượng cao của bạn đấy. Dấu vân tay thì không dễ dàng để bắt chước như thế. Nếu đang đi qua khu vực không an toàn, bạn có thể chọn tắt tính năng sinh trắc học một lúc. Vào cài đặt Touch ID hoặc Face ID và mật mã và tắt Touch ID hoặc Face ID. Khi đã an toàn, bạn có thể cài đặt dấu vân tay hoặc khuôn mặt của mình vào hệ thống một lần nữa. Trên Android, bạn có thể bật chế độ khóa. Nó cho phép bạn tắt xác thực vân tay ngay lập tức và ẩn thông báo trên màn hình khóa để bảo vệ dữ liệu của bạn. Bạn hoặc ai đó đang cầm điện thoại của bạn sẽ chỉ có thể mở khóa điện thoại bằng cách nhập mật khẩu hoặc mã PIN. Để kích hoạt chế độ khóa, hãy vào Cài đặt, cuộn đến Bảo mật và Vị trí. Sau đó nhấn Tùy chọn màn hình khóa. Chọn bật tùy chọn màn hình khóa. Sau đó bạn chỉ cần nhấn và giữ nút nguồn để đưa điện thoại vào chế độ đó mà thôi. Để giúp iPhone nhận ra bạn nhanh hơn trong mọi điều kiện thời tiết, bạn có thể thêm một khuôn mặt thay thế vào chức năng Face ID. Hãy đội mũ hoặc kính mùa đông, che mặt bằng khăn quàng cổ và mở cài đặt Face ID và mật mã. Thiết lập khuôn mặt thay thế. Tính năng này hiệu quả cho iOS 12 và các phiên bản mới hơn. Hãy cài thêm ứng dụng khẩn cấp có sẵn cho cả iPhone và Android. Chúng có thể hướng dẫn bạn phải làm gì trước, trong và sau một thảm họa thiên nhiên hay thậm chí là cách để đòi quyền bảo hiểm của bạn sau này. Một số làm thế dưới dạng các câu đố để giúp bạn ghi nhớ. Có một ứng dụng động đất theo dõi điện thoại của người dùng để đo khoảng cách và xác định các vị trí nơi động đất xảy ra nghiêm trọng nhất. Hy vọng rằng đó không phải là nơi bạn đang ở.